ông sư giải bán khoai, Đức Phật Thầy Tây An, mà dân chúng ở miền Tây Việt Nam, mà dân chúng ở miền Tây Nam Việt đều biết, chỉ là một kiếp trong nhiều kiếp của Đức Phật Thầy. Theo sự hiểu biết của chúng tôi thì Đức Phật Thầy còn nhiều kiếp nữa, như Đức Phật Trùm ở Xà Toán, Đức Bổn Sư ở núi Tượng, Đức Phật Thầy Tây An ở núi Sam, ông sư dạy bán khoai ở Cao Miên, vân vân. Và gần đây, Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo tôn chỉ đạo của Đức Phật Thầy là dình đạo Thích Ca, tu theo phép vô vi. Thế nên ít chú trọng về mặt hữu vi, vì thế mà ít thấy lưu truyền sấm giảng hoặc giả có nhờ môn đệ kết tập chăng. Cũng vì thất lạc mà không còn. Ngày nay chỉ thấy lưu truyền quyển sấm giảng người đời của ông sư giải bán khoai là còn được đầy đủ. Cho nên về tài liệu để hiểu đạo của Đức Phật Thầy không thể dịnh vào đâu hơn bút tích của ông sư giải bán khoai. Chắc sao cũng có người hỏi làm thế nào được biết ông sư giải bán khoai là chuyển kiếp của Đức Phật Thầy. Có ba bằng chứng có thể tin được. Một, theo những lời của các môn đệ được gần Ngài kể lại hay được Ngài giảng dạy. Hai, theo quyển sấm giảng người đời của Ngài có nhiều đoạn Ngài đã bộc lộ như thương dân nói đã hết lời, tôi nay thế gì thế lời Thích Ca. Hoặc như tôi nay dâng linh Phật trời, rao cho thiên hạ dưới đời đặng hay. Chỉ có Đức Phật Thầy mới dám xưng như thế. Ba, theo sấm giảng của Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo có chỗ cho biết: ở Cao Miên vì mến Tần Hoàng, trở về Nam đặng có sửa sang, cho thiện tinh được rành chân lý. Mấy câu này đủ ám chỉ về ông sư giải bán khoai, và chính trong sấm giảng ông bán khoai cũng có viết: tôi đâu mà có an thân, bây giờ Phật biểu tôi sang nước cứ tầng. Mến là mến nghĩa hoàng lân, thương là thương lấy vạn dân mắt nàng. Cứ theo ba bằng chứng trên đây, không còn ai chẳng nhìn nhận ông bán khoai là chuyển kiếp của Đức Phật Thầy. Phương chi giữa Đức Phật Trùm, Đức Phật Thầy Tây An và ông sư dạy bán khoai vẫn có sự đồng nhất. Một, hay xưng khùng điên là để đối lại người đời ưa xưng khôn lanh. Nhưng khôn lanh là về đường tội ác. Mặc dầu là xưng khùng điên, nhưng mà thứ không khùng điên của Phật tỏa thấu cơ quyền trong sấm giảng người đời ông bán khoai đã xưng khùng. Khùng là khùng Phật, khùng trời, cho nên khùng biết việc đời hết
chân. Và xưng điên, điên này điên Phật tiên thầy, chẳng sợ ai rầy nên nói cô nhây. Các đức Phật trùm, đức Phật thầy Tây An và đức giáo chủ Hòa Hảo vẫn thường xưng như thế. Hai, hay giả dạng khi trẻ khi già, khi kẻ ăn mài đi quá độ chúng sanh thức tỉnh người đời. Ông bán khoai có viết: hết trẻ thì tôi lại già, hết đi già tới trẻ ai mà có hay. Hoặc là Phật còn giả kẻ ăn mày, ai mà biết đặng kẻ này thiệt hơn. Ai có ở miền Hậu Giang đều thường gặp những trường hợp đức bổn sư, đức Phật thầy Tây An giả dạng đi cứu dân độ thế. Ba, các lời giáo truyền của đức Phật trùm, đức Phật thầy Tây An, ông sư dạy bán khoai và sau này đức giáo chủ Hòa Hảo vẫn giống nhau, nhận định quyền cơ cùng tiên tri hậu vận không có chỗ nào khác nhau. Bởi thế khi đọc quyển sấm giảng người đời của ông sư dạy bán khoai, ta có thể hiểu được tôn chỉ đạo của đức Phật thầy. Ta có thể nói quyển sấm giảng người đời đại diện cho tư tưởng cùng quan niệm của cả hai phái Phật thầy. Như vậy trong tình trạng thiếu sót tài liệu như hiện nay, tôi có thể bằng vào quyển sấm giảng người đời của ông bán khoai để hiểu đức Phật thầy nói gì về tận thế và hội Long Hoa, cũng như quyển Đại Thừa Chơn Giáo của Cao Đài Giáo, quyển sấm giảng người đời của ông sư dạy bán khoai cũng mở đầu bằng câu đánh thức người đời rằng: đời hạ nguyên đã hết. Hạ nguyên giáp tí bằng hai, cơ trời đã khiến lập đời thượng lai. Và từ đầu chí cuối, danh từ hạ nguyên vẫn được lặp đi lặp lại mãi, ý chừng muốn nhấn mạnh cho người đời luôn luôn để ý. Hạ nguyên nay đã hết rồi, minh hoàng cầu Phật lập đời thượng nguyên. Hoặc với câu hạ nguyên tuất hơi đôi dời, ngọc hoàng hội nghị lập đời thượng nguyên. Cứ theo ba câu vừa dẫn đủ cho ta thấy rằng sự nhận định của ông sư dạy bán khoai không khác với Cao Đài Giáo về lý tam nguyên, thời hạ nguyên, sở dĩ sắp mãn là để lập lên đời thượng nguyên, rồi cứ theo luật tuần quần sẽ bước qua thời kỳ trung nguyên để lọt xuống thời kỳ hạ nguyên. Và luật tuần quần ấy cứ như thế diễn tiến mãi, nay thì thời cơ đã mỏng manh. Hạ nguyên như sợi chỉ mạnh, sao không tu niệm tranh hành làm chi.
Và ông sư dạy bán khoai dám quả quyết rằng cơ trời đã chỉ định. Đời này như nước cờ cùng nói cho già trẻ giữ gìn tu thân. Xem qua tiếc lại mấy lần, cơ trời định chắc không lầm bơ dân. Bởi thế mà ông không ngần ngại truyền rao, rao cho bái tánh đắng tường. Kinh này rốt việc rốt đời bơ dân. Thời cơ đã mỏng manh, cơ trời đã định, nhưng đã gần chưa và do đâu biết nó sẽ đến. Những điềm báo trước đời đã tới, ông sư dạy bán khoai không ngần ngại mà cho biết đời đã cận lắm rồi. Quá cảm thương trần hạ nên ông không còn giấu nữa. Cảm thương trần hạ gái trai, ra bài giáo thuyền khỏi tay nàng sầu. Bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây đi tới không lâu mà chờ. Nhưng sợ người đời gì quá lâu mà đâm ra nghi ngờ, nên chi ông khuyên già quả quyết. Trẻ già đừng có nghi ngờ, việc đời ngó thấy ở bây giờ tới đây. Đã biết rằng đời hạ quân sắp mãn, nhưng do đâu mà biết rằng đời đã tới? Ông sư dạy cho biết hai việc: một việc xảy ra ở cõi tục phàm, và một việc xảy ra ở cõi trời. Về cõi đời thì con người một ngày một trở nên hung ác, tranh giành cướp giật chém giết lẫn nhau, không còn thờ kính Phật trời, nể yên cha mẹ. Nói tóm lại là những điều gồm trong hai nhân tố đời sống vật chất lẫy lừng và đời sống tinh thần đạo đức suy đồi. Như đã thấy trong bốn lý do của cơ tận diệt mà Cao Đài giáo đã đưa ra, cơ tận diệt ấy còn biểu hiện bằng những điềm trời, cũng như trước kia Chúa Giêsu đã tiên tri. Ông sư dạy cho biết trước rằng mai trời mở hội đăng khoa, mười ba tháng chín trời ra một đêm, trời chiều mây lặng gió êm, giờ thân trời mới nổi lên rõ ràng. Điềm hiện ba sắc tam quan, sắc đỏ sắc vàng, lại với sắc xanh. Rồi ông kết luận nói cho già trẻ đặng tàn, việc đời gần chớ không xa mà chờ,
Phật trời chiếu rõ trí cơ, có nghe không ép làm ngơ không nài. Về điểm này, theo lời của một vài ông kỳ lão kể lại, những người cùng thời với ông bán khoai đều mục kích rõ ràng, và nhờ đó họ tăng trưởng đức tin một dạ tinh tấn tu hành. Nhưng muốn cho người đời nhận thức một cách thực tế hơn, ông sư dạy còn chỉ cho người đời để ý về thời tiết đã đổi sai. Đời đa tấn thế vậy mà, mùa nam như gió bất cứ đồng thời gió tây, mái trời nay đã đổi xoay, công danh thì có một hồi này mà thôi. Đó là những điều xảy ra trong cõi tục phàm. Ngoài ra, cơ tận diệt theo ông sư dạy bán khoai còn nằm trong quyền định đoạt ở cõi trời, và chỉ có các đấng Phật tiên mới rõ được điều này, ngoại trừ người có tôn giáo không có thể hiểu nổi. Ông sư dạy bán khoai cho biết rằng: Cõi trần khi dễ ơi Phật tiên, cứ theo vụ việc kêu dèm liên miên. Dù thần tuần vãng chép biên, ghi tội ghi phước dưới miền trần gian, mang trăng số nạp một lần, thiên đình hội nghị phán tường hiền trung. Số kia soạn trước dân trung, tội nhiều phước ít khó dung cho trần. Cứ theo các kinh Phật thì cõi trần tức là Nam Thiện Bộ Châu, cùng ba châu nữa là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu và Bắc Cu Lâu Châu, đều đặt dưới quyền chuyển quản của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chính Ngài nắm luật thưởng phạt, nhưng các luật ấy sở dĩ có cũng do nơi người trần. Hễ con người tạo nhân nào thì chịu quả nấy, Ngài chỉ giữ địa vị như một vị thẩm khoán mà thi hành luật cứ theo bản thượng tấn của các du thần. Thì dương trần ít kẻ kinh thành, mạng lô làm dự việc lành bỏ đi. Tội ác của người trần kể không xiết và không thể tha thứ được. Tội dự thiệp đã vô ngần, xem trong kinh sổ khó phần thứ tha. Chính vì đó Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế định tiêu diệt hạ quân gian ác rất cứ nhiều, thiên đình Ngài muốn sự tiêu cho rồi. Nhưng với lòng từ bi bác ái, Phật rất thương xót chúng sanh, không đành để cho đời tiêu diệt, nên tâu qua
Ngọc Đế một khi thứ dung trần thế nhân dân đặng nhờ. Và Phật xin xá tội cho trần gian để Phật giáo phiên một lần chót. Ông sư dạy cho biết: năm nay đời đã tới rồi, Phật sai xá tội vậy thời cho dân. Hay là mai mà trời Phật bố ân, xa bớt tội nọ thanh nhàn tâm thân. Về vấn đề xá tội, Cao Đài giáo nhận là kỳ xá tội lần ba, chính với sứ mạng cứu vớt chúng sanh trong thời kỳ hạ quân này mà Phật tiên lâm phàm hoặc bằng cơ bút, như đã thấy Cao Đài giáo hoặc giáng sanh, như trường hợp ông sư dạy bán khoai. Ông cho biết: thân tôi còn ở trong trời, Phật sai nên phải đôi lời giáo khuyên. Hoặc là tôi nay dâng lệnh Phật trời, rao cho thiên hạ dưới đời đặng hay. Cuộc đời các việc to bay, giữ lành đâu có nào sai đâu là. Sứ mạng của ông rất lớn, ông quá hiện hay chuyển kiếp chẳng biết bao nhiêu thân, đi giáo khuyên khắp cõi trần. Phật trời tiên thánh sầu bi, cậy ông sư dạy mau đi dạy trần. Sư dạy vội vã ân cần, đi hết khắp bốn như cõi trần vang khuyên. Thương ông sư dạy nhọc nhằn, sao thân chẳng biết mấy thân dưới trần. Ông đem hết lời Phật dạy và khuyên răn chúng sanh. Ông cho biết những lời của ông nói ra không phải tự của ông mà là lời của Phật. Giảng này của Phật Tây Phương, cho cùng đặng dài cứu an dương trần. Hoặc giả giảng này Phật biểu truyền rài, thấy trong cuộc thế đời này nghìn ngang, cho nên Phật biểu lưu truyền, chứ trong ba tâm tinh thời ghi coi. Về phương pháp phổ hóa, ông sư dạy bán khoai hay nói rõ ra những ngày trong phái Phật thầy thường hay giả dạng, khi kẻ ăn xin, khi người buôn bán, nhất là xưng khùng xưng điên, đi từ xứ này qua xứ nọ, từ thành thị đến thôn quê, đem lời Phật mà khuyên răn đời. Ông sư dạy bán khoai cho biết: Phật tiên thôi mới đổi phiên, xuống ngay
trần thế và người bận nhân. Giả điên rồi lại giả khùng, cơ hàng rách rưới rất nên thảm sâu. Riêng về phần ông thì ông giả người đi bán khoai hoặc bán gạo, bán củi, thường lai vãng miệt Hậu Giang. Tôi là ông sai bán khoai, bán gạo ông chưởng, ai ai cũng lầm. Nhưng sứ mạng của ông có thể nói là ở cao miên hơn, chính ông cũng nhận là Phật sai ông qua đó phổ độ. Tôi đâu mà có an thân, bây giờ Phật biểu tôi sang nước Tần. Mến là mến nghĩa hoàng lân, thương là thương lấy vạn dân mắt nàng. Sư dạy bán khoai với hội Long Hoa. Ông sư dạy không ngần ngại mà cho biết là hội Long Hoa sẽ được mở ra để chọn người hiền đức, vì đời thượng nguyên là đời vô cùng đẹp đẽ, xã hội của người hiền không còn kẻ ác. Sở dĩ hội Long Hoa lập ra là để chọn người hiền vậy. Bởi trần lỗi ơi quá muôn phần, cho nên lập hội Long Hoa ngữ chọn người hiền từ thời đăng thành thời, nghìn ngàn khó trốn lưới trời bớ dân. Lưới hồng bùa khắp cõi trần, chuyện luân bát quái còn trong nỗi gì. Hạ quân sao chốt xét suy, sự vong nào có khác chi sự tồn. Nhưng cho được đi đến hội Long Hoa và được chọn chẳng phải là một việc dễ, vì là một trường thi để chọn người hiền. Cho nên trước khi đi đến hội Long Hoa phải trải qua bao nhiêu giai đoạn thảm sầu ghê gớm. Đây là những báo hiệu của thời kỳ Hạ Quân. Hạ Quân này thể như bèo, nay còn mai mất hiểm nghèo thôn vốn. Lớp thì bình tật gây mòn, lớp thời bạo lục nhân dân khôn nàng. Lớp thời sưu thuế đa đoan, lớp kia lớp nọ khổ nàng biết bao. Lớp thời tà quỷ lao sao, xuôi mưu làm loạn hại dân muôn ngàn. Lớp nào là giặc nổi lên đánh tứ tung, không còn biết nơi nào mà tránh. Giặc thời tứ vậy thì nhiều nước dị kỳ, khác chẳng
giống nhau. Vừa chạy vừa khóc như mưa, trốn đâu cho khỏi binh ngựa bốn phương. Nào là cha con chồng vợ lạc nhau, nhà tan cửa nát, làm cho nhiều việc tiêu điều, muôn ngàn thiên hạ chính chiều thon vón. Kẻ thời khóc mẹ kim con, ruộng trâu đã hết chẳng còn món chi. Cửa nhà tan nát vậy thì đất bằng sấm vậy còn gì, trời ơi! Thiên hạ chết như bèo trôi sông, ngồi trên đỉnh núi treo leo, thấy trong thiên hạ như bèo trôi sông. Và phần nhiều những người xấu số ấy theo ông bán khoai là những người hung ác, đưa giữ chết đuối chết đường, lớp đào lớp chết thì xóm làng tan hoang. Thấy nằm như thế làng can, nhà giàu thì lại tan hoang hơn nghèo. Nhưng ngoài cuộc tàn sát bằng chiến tranh do loài người gây ra, còn nhiều tai trời ách nước nữa, như nạn nước lụt, lửa cháy khắp trời. Truyền rau chẳng biết mấy lần, thương đời trần hạ muôn phần lao đao. Nước đâu ngập lúc gò cao, lửa đâu dậy cháy lao sao khắp ngàn. Cám thương trần hà lăng xanh, mắt trong nước lửa biết đường là đâu. Thứ lửa nó bay trên cao, đến đâu cháy đó, chỗ nào cũng tiêu. Lại còn âm binh nhiễu hại, lại có một mối âm binh làm đau nhiều chứng trong mình chẳng an. Kẻ thời nát cơ ruột nát cơ gan, người lại nát thịt như xương tan chẳng còn. Lại còn ác thú giết người không biết bao nhiêu mà kể. Những kẻ hung ác chẳng bền, hổ lang ác thú bắt rài chẳng tha. Thịt xương ăn bỏ dày đầy, nói cho ba tánh đời này tu thân.
mà lại là những thứ ác thú kỳ hình dị trạng chưa từng thấy. Thú sao nhiều thứ dị kỳ, biết sao cho hết khác thì thú này. Lớp bay lớp chạy lăng xăng, chừng đó cầu nguyện Phật ngừa đặng đau. Những cảnh tượng ghê rợn ấy thật là ngoài sức tưởng tượng của con người. Khi xảy ra bao nhiêu cảnh tượng rùng rợn ấy, con người sẽ ra sao và cuộc đời sẽ ra thế nào? Ông sư dạy bán khoai cho biết rằng, trong lúc hỗn loạn chiến tranh giữa loài người thì có điềm trời xuất hiện. Cái điềm đó sẽ kinh thiên động địa, bởi nó là những tiếng sấm nổ. Thương thay trần hạ hết tình, sấm trời sao lại thình lình nổ ra. Chừng ấy mới thấy quỷ ma, ai lành ai dữ, ai là Phật tiên. Chừng nào tiếng sấm nổ ra, thời là lành dữ, kẻ tiêu người còn. Nói ra nghĩ lại heo giòn, lành còn giữ mất khác rài với nhau. Tiếng sấm ấy sẽ làm cho nhiều hòn núi phải dở, nhiều cù lao đất liền phải sập, quả địa cầu vì đó mà thay hình. Chính trong lúc đó thì súng không còn nổ, đơn đầu đa nổ súng mà chạy. Nói cho già trẻ gái trai hay mừng. Có phải chăng vì thấy loài người dùng súng giết hại nhau, nay đã nổ nó phải chai không còn bằng giết được nữa, mà ông bán khoai gọi đó là một điều mừng, và ông còn báo một tin kinh ngạc khác nữa. Nói cho già trẻ lo âu, mình vương khôi phục hơn châu phong thần. Sáng mà tu niệm nghi ân cần, đặng mà coi hội long vân trên trời. Ở trên mây bạc vừa vời, tiêu thiều ca sướng khác nào Trường An. Chính là lúc Phật tiên lập hội Long Hoa để chọn người hiền đức. Phật trời nói chẳng sai lời, Long Hoa là hội Phật trời lập ra. Lập rồi cái hội Long Hoa, chọn người tu niệm đặng mà bao nhiêu. Chọn lựa coi thử ít nhiều, người lành kẻ dữ còn tiêu kẻ nào. Như thế hội Long Hoa có thể gọi là một hội chọn người hiền. Nhân loại gì đó phải trải qua bao nhiêu tai trời ách nước, chịu một cuộc sống
sàn sải ghê gớm. Sàn qua sải lại bằng nay, hết sâu tới tốt, hết dòng tới tồn. Chẳng qua là để chọn thiệt người hiền đức, gạn cho hết tới đục tới trong, thương thay đồ để hết lòng chẳng buông. Lửa đồng mà đúc lấy chuông, lửa người hiền đức mà thương lâu dài. Nhưng sau cuộc sàn sải chọn lựa, người hiền đức còn lại chẳng có bao nhiêu. Ông sư dạy cho biết trong mười người chỉ còn có hai người. Tôi buồn bốn phía không yên, kẻ giữ thì tám người hiền còn hai. Và chỉ có hạng người hiền mới được đi đến hội Long Hoa. Cuộc đời quá thiệt hẳn hồi, hội mười tám nước tôn dương đế hoàng. Đặng coi cái hội Long Hoa, chọn người tu niệm hoàng gia tôn thần. Lại còn cái hội Long Dân, quân thần cộng lạc thải đều vui chơi. Người lành mới đặng thành thời, qua dân hai hội chúa tôi vui vậy. Được đi đến hội Long Hoa đã là diễm phúc rồi. Thế mà ông bán khoai còn cho biết người nhân đức được một diễm phúc nữa. Tu hành nhân đức thì hơn, thay hồn mà đổi xác nhờ ơn cứu trùng. Hết tục rồi lại đến tiên, giữ lời Phật dạy mới yên mới lành. Chính đến lúc đó mới là đời thượng quân, mở ra một thời kỳ thái bình vĩnh viễn. Ông sư dạy cho biết chừng nào núi cấm quá lâu, thời là ba tánh đâu đâu thái bình. Ông không dứt nhắc đi nhắc lại hiện tượng này cho chúng sanh để ý. Chừng nào bãi núi thành vàng thì là mới đặng thanh nhàn tâm thân. Nhưng điều mà ông sư giải bán khoai vui mừng là khi thời kỳ thượng quân đã lập, nước Nam sẽ là một nước diễm phúc nhất trên quả địa cầu. Nước Nam như thể cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu phục tùng. Sở dĩ nước Nam được diễm phúc là vì cơ trời đã định cho nước Nam là cõi trung ương, nghĩa là trung tâm của nền văn minh thượng quân sau này. Chính vì được cái diễm phúc đó mà chư Phật chư tiên đều lâm phàm ở nước Nam. Bấy lâu Phật ở xa ngàn, bây giờ
giờ Phật lại bước sang Nam Trào. Hoặc giả: bấy lâu Phật ở nước Tần, bây giờ Phật lại trở lần về Nam. Và cũng vì nước Nam có diễm phúc mà ông sư dạy bán khoai dưng lịnh Phật đi phổ hóa khắp nơi. Ông rất đau khổ mà thấy đời không chịu nghe, ông thường than vãn: chừng nào đến việc biết đời, bây giờ không thấy nó thời không nghe. Hay là cõi trần nhiều kẻ thì khinh, thấy đời chưa đến biết chi làm lành. Nhưng ông quả quyết là sẽ có, cho nên muốn cho đời tin, ông thề rất tha thiết: bấy lâu nói trước mà sao, bây giờ nói chuyện mau mau tới rồi. Như ai mà có nghi ngờ, tôi thề chứng có Phật trời nào sai. Ông bảo cứ làm theo lời dạy, rồi đây coi sẽ có hay không cho biết. Khuyên hết lớn nhỏ ai ai, giữ theo lời dạy nay mai coi đời. Ông còn cẩn thận mà dặn trước, nếu không tin sau này mang họa đừng có trách sao ông không có dạy trước. Mấy bài khuyên khắp đông mưa tây, nói cho nam nữ đặng hay giữ mình. Nếu ai mà chẳng có tin, rồi sao mang quà chớ tình trách than. Thật là những lời đầy lòng thương xót, nhưng chúng sanh có tin chăng? Riêng đối với tín đồ phái Phật Thầy thì những điều nói trên không còn xa lạ, bởi nhiều điều tiên tri của ông đã được xác nhận và được thực hiện. Đây là lời tiên tri của ông về nước Tàu, tiên tri gần 100 năm nay. Thương thay Trung Quốc chẳng lành, bị phù tan nhiều cách khổ hành lê dân. Nhưng mà trời chữa định phân, cho nên Trung Quốc lo cầu các nơi. Và đây là lời tiên tri về Việt Nam, nói cho thiên hạ đặng tường, ráng mà tu niệm khỏi đường đao binh. Giặc kia phía Bắc chiến chinh, tu nhân thì đặng thần linh hộ mình. Mà tại đâu Trung Quốc bị nạn, và nhờ đâu Việt Nam được diễm phúc, ông Ba Thới, một môn đệ của phái Phật Thầy, sẽ nói rõ. Hai, ông Ba Thới sanh năm Bính Dần, năm 1866, ông Ba là người ở thôn Mỹ Trà thuộc quận Cao Lãnh, Sa Đéc. Ông tên Nguyễn Văn Thới, sanh trưởng trong một gia đình bình dân, biết làm nghề
thợ nhuộm và thợ chạm. Ông biết chữ Nho, ông có vợ sanh được 4 trai 1 gái. Ông thường đến vùng láng thuộc làng Thạnh Mỹ Tây Châu Đốc để mua cá về bán lại. Nhân đó, ông được nghe danh cậu hai Trần Văn Nhu, con ông Quảng Thành, một môn đệ của Phật Thầy, là người đạo hạnh cao siêu. Ông tầm đến cậu hai, và sau khi lãnh hội giáo lý, ông bèn quy y với cậu hai và dời cả gia đình về láng vào khoảng năm 1905 ở gần chùa Bửu Sơn Tự. Thường ngày ngoài việc ruộng rẫy để mưu sanh, ông gắng chí trau dồi đạo hạnh nhờ có một tấm lòng sùng tín. Với bản tính thông minh, ông sớm hiểu lẽ diệu quyền của Phật pháp. Lúc ở láng, ông sáng tác được 3 quyển Dân Tiên, Thiện Từ, Cổ Giảng Kim Lai. Ở đây trong 8 năm, ông với cậu hai rất tương đắc. Vì thế cháu ruột của cậu hai tên là Sáu Phẩm, đem lòng ganh tị nên thừa lúc lại chùa Bửu Sơn Tự có cuộc lễ Phật đông đảo, bèn tố cáo với nhà cầm quyền tỉnh Châu Đốc rằng ở đó có cuộc nhóm họp định chống lại chánh phủ pháp. Chùa Bửu Sơn Tự bị bao vây, cậu hai và ông ba thoát khỏi, còn lại 56 người bị bắt, trong đó có 2 Tuấn là con thứ hai của ông. Những người này bị giải về Châu Đốc, tòa kêu án 13 tháng tù, có 36 người chịu án, còn 2 Tuấn và những người kia chống án nên bị đưa về Sài Gòn. Tòa Sài Gòn y án ở khám Sài Gòn độ 5-6 tháng. Những người ấy bị đưa đi Côn Lôn cho đến mãn tù mới về. Khi 2 Tuấn bị bắt và cậu hai ẩn mặt, ông ba rất buồn thảm, nên 3 hôm sau ông dùng dao cạo tự cắt họng. Vết thương rất nặng vì cuốn họng của ông đứt hơn 2 phần, nên người nhà chở ông lên nhà thương Châu Đốc. Ở đây lương y băng bó bao nhiêu đều bị ông gỡ bỏ hết. Ông cử tuyệt không dùng một vật gì của nhà thương. Thấy ông không thể sống được, người ta đem bỏ ông ở nhà xác. Ông trốn ra ngoài và được người nhà đem về chùa Bửu Sơn Tự. Bị nhà cầm quyền để ý, ông bèn dời nhà về Kiến An thuộc quận Chợ Mới, Long Xuyên. Vào năm 1912, vết thương vẫn không lành, nên chi khi ăn uống, ông phải dùng khăn nịt nó lại mới không rớt cơm ra ngoài. Trước khi tạ thế, ông ở mãi trong buồng viết thêm 6 quyển nữa, ngồi buồng Kiển Tiên, Kim Cổ Kỳ Quan, Cáo Thị, Tứ Đại và Thừa Nhàn. Ông hưởng thọ được 61 tuổi, mất vào 5 giờ ngày 9 tháng 4 năm 1925. Hiện nay phần mộ của ông được sửa sang, và tại nền nhà cũ của ông có dựng lên một cái đền thờ, hàng năm đều có cúng dỗ vào ngày 9 tháng 4. Trong phái Phật Thầy, ông ba có thể kể là người sáng tác nhiều nhất, và công trình trước thuật của ông là một án văn chương không kém phần giá trị. Hèn gì những án văn ấy không phải là truyện diễm tình như Nhị Độ Mai hay Lục Vân Tiên, mà là những lời tiên tri khuyến thiện nên ít ai để ý đến. Thật thế công trình sáng tác của ông ba Thới là một án văn có thể nói là ngang hàng với Lục Vân Tiên,
của cụ Nguyễn Đình Chiểu, câu văn đã điêu luyện thanh tao mà ý nghĩa rất thâm thúy nữa. Một điều đáng nói là ông Ba Thới đã phóng ra một lối thi lạ nhất trong văn chương Việt Nam. Người ta thường thấy nhiều lối thi thuần túy Việt Nam như lục bát hay song thất lục bát. Ông Ba mở ra một thể thi mới, lối thất bát, nghĩa là câu trên 7 chữ, câu dưới 8 chữ, đọc nghe vừa mạnh vừa déo doan. Dưới đây xin trích 4 câu để quý bạn đọc thử. Từ mạnh từ ra mắt nước lương, nhan hồi đoạn mạng cảm thương thần đồng. Tu quốc vương có vợ có chồng, có con có cháu nối dòng an bang. Nếu phải nghiên cứu và trình bày những án văn chương kiệt tác ấy, ít ra phải viết thành một quyển sách dày. Ở đây chúng tôi chỉ xét về vấn đề tận thế và hội Long Quang thôi. Nói về Hạ Nguyên tận thế, cũng như ông sư dạy bán khoai, ông Ba Thới nhận thời kỳ này là thời kỳ Hạ Nguyên, thời kỳ tận thế. Phật sanh Phật, ma lại sanh ma, Hạ Nguyên tận thế, Phật ma lộn cuồng. Bởi là thời kỳ Hạ Nguyên, thời kỳ Phật ma lộn lạo, nên ông Ba khuyên: Ai ai nhận chi để dành, Hạ Nguyên tận thế tu hành cần năng. Danh từ Hạ Nguyên tận thế vẫn được lặp đi lặp lại mãi. Đứng trước cuộc đời này, dầu Phật cũng chắc lưỡi, bởi chúng sanh quá tham lam, tàn ác. Việc Hạ Nguyên mỗi việc mỗi tham, Phật chắc lưỡi khó giam. Lại đồ kẻ lo ăn, người thời lo ngủ, kẻ làm chủ, người phụ làm quan. Lại dùng mưu làm quấy làm gian, đoạt của thế lo toan bất chánh. Vì quá tham lam, mãi dụng mưu làm quấy, đã thế khuyên dạy lại không nghe, cho nên đau Hạ Nguyên trời đất sự tiêu, nhiều lời giáo dụ chẳng siêu việc lành. Chính đó là cơ tận diệt, ông Ba cho biết để mà đừng có khinh khi. Viết đời thẩm tóc dĩ bốc tiên tri, người nào khinh khi hậu ly đạo Phật. Ấy thế mà người đời vẫn khinh thường, mãi lo bề giữ của. Người đời này gắm chẳng bao lâu, lo bề giữ của lo sao không màng. Ông Ba thương xót mà cho biết rằng không khéo rồi đây nước sẽ ngập tới cổ. Việc thấy đó người phải lo âu, nước đà tới cổ ngập sâu hụt giòn. Người đời quá hững hờ, vì người đời không thấy, mặc dù là chưa thấy,
nhưng ông Ba cho hay nó sắp tới rồi đây sẽ thấy. Việc không thấy nói trước khi cho rồi, từ nay sắp tới lần hồi coi chơi. Nhưng muốn coi đời, ông Ba khuyên hại ráng bền lòng, đừng nản chí, dầu phải trải qua bao nhiêu cảnh gian lao. Đôi lòng ăn bắp với khoai, chờ cho tới lúc chiều mai coi đời. Nói về hội Long Hoa, như ông Ba cho biết cuộc đời đã mỏng manh lắm rồi. Nhưng cuộc đời sẽ đi về đâu, ông cho biết. Cũng như ông sư dạy bán khoai, rồi đây sẽ mở hội Long Hoa, dựng bản phong thần, chọn người hiền đức. Ông cũng nhận đó là một cuộc thi. Chỉ cầu mai niệm Phật lần lần, lập đông mạng tiết phong thần ứng khoa. Nhưng cuộc thi đây không phải là cuộc thi văn hay võ giỏi, mà thi về đức, thi về tấm lòng hiền. Phật thi đức cao, quốc thi văn, nhân tùng thi chánh, nhân tăng thi lòng. Một cuộc thi mà người đời muốn đi đến phải chịu bao nhiêu cuộc nhồi nhã để trả quả. Người đổi người, lời lại đổi lời, phong thần trả quả thấy thời điếc tai. Đó là một cuộc trả quả, cho nên người đời phải chịu bao nhiêu cuộc thử thách gian lao khổ sở. Thân nhồi nhã rời ra chưa thôi, mười sầu mười tham thương ôi thân người. Sự khổ ấy một ngày một tăng lên và tiến tới mãi mãi. Bình khắc dược đã khó định phân, từ nay sắp tới khổ thân hoài hoài. Nói rằng khổ, nhưng sự khổ ấy diễn ra bằng cách nào? Ông Ba cho biết sự khổ nhất của người đời phải chịu là nạn đói. Sợ ngày sau nhiều kẻ khóc la, nằm có chịu đói Phật ma mới tường. Cái nạn đói này rất dai dẳng, nó kéo dài trong ba năm đăng đẳng. Mà sở dĩ xảy ra nạn đói là gì? Có nạn hạn hán làm cho đồng khô cỏ cháy. Dạy làm lành niệm Phật Nam Mô, tam niên hạn hán phơi khô thân hình. Người đời gì đó mà chết đói la liệt, đến nhà không người ở, xác không người chôn, chợ không người nhóm. Thương ba năm không chợ nhóm chiều, nhà không người ở niệm nhiều Nam Mô.
Thầy không lấp mà để phơi khô, không nước mà uống. Nam mô đạo nào. Nhà đã không người ở, chợ không người nhóm, thì ruộng làm gì có người làm? Tới đó thì hay việc gió giông, nhà không người ở, ruộng không ai làm. Bởi thế ông Ba thường khuyên người đời hãy ráng chịu nham khổ cho quen, có sống lây lắc muối dưa hẩm hút, sau này mới chịu nổi nạn đói. Người ta quá đói không còn tìm chi ăn được, đến phải ăn đá. Đói ăn bắp, đói nửa ăn khoai, hết khoai hết bắp, chiều mai ăn đá. Nhưng danh từ đá đây theo ông Ba có nghĩa khác, duy những người tu theo phái Phật Thầy mới hiểu được. Chẳng những chịu đói mà thôi, người đời còn chịu bao nhiêu tai nạn khác nữa, như nạn âm binh. Có Phật ra mới thấy việc linh, giặc trời loạn đồng âm binh giấy loạn. Có nạn ác thú, có hổ lang ác thú tới nhà, hầm tha xấu bắt kẻ già thương ôi. Những hiện tượng này đã thấy ông sư dạy bán khoai nói đến rồi. Ngoài ra còn nạn nước lụt, nghèo sắm xuồng, giàu có sắm ghe. Để chờ có nước chèo té lên dòng. Còn nạn chiến tranh khốc liệt, sát hại sanh linh, hạ quân hồn phách chưa tiêu cho. Chớ đừng thấy vậy ăn no vui cười, tôi nói có chứng chín mười, không phải một người nói chuyện bất minh. Ngày sau các nước lại chinh, Tây Dương Anh Quốc chiêu binh qua rài. Nữ phiên công chúa tài hai, trận đồ bát quay đánh nay nửa lần. Tương tranh quần ân trong rừng, lòng buồn nói chuyện nhớ chừng mà chơi. Ai ai bền chí ở đời, chừng nghe xăm đất cửa trời mở ra. Trong các thiên tai địa ách mà người đời phải chịu kể ra cũng thảm khổ quá rồi, nhưng chưa quan trọng bằng tiếng sấm nổ. Bởi đó là sự biến chuyển của vũ trụ càn khôn, tiếng sấm nổ ấy sẽ diễn ra nhiều cảnh tượng. Một, làm chuyển đổi địa hình như nhiều cù lao sụp đổ. Hậu nhất thân tiêu thì cù lao, nhị miên chí khổ đề lao chen người. Như biển nổi
thêm hòn. Biển mình mong Phật nổi tiên hòn, đất bằng xanh núi trời còn không hai. Như nhiều dãy núi dở tan, núi biển ít sao lại nổi thêm. Đồng Nai Bắc Địa không êm núi nào. Trong lúc có nhiều núi dở thì trái lại có nhiều núi nổi lên. Cửa ngã Bắc có nổi nhị sơn, núi Sam tiêu mất Thất Sơn Điện Đền. Chí anh hùng lập chí cho bền, sống ngang ngay thẳng vô đền Bửu Sơn. Hai, làm cho con người đê mê bất tỉnh, tam thân quên tuổi quên tên, quên dòng quên họ khá nên cài tà. Dầu cho có được tỉnh dậy đi nữa, ngay vợ chồng cũng không còn biết nhau. Đạo vợ chồng con cháu buộc chùm, ngủ đêm thức dậy đức đùm không hay. Đến lúc đó mới biết ai là người có căn. Theo ông ba thì Nam Kỳ lại có căn nhiều hơn hết. Xuất cư tam thân mặc sức nghi lăng xăng, Nam Kỳ niệm Phật có căn dự hình. Những người có căn đều được Phật đến giải mê cho. Khá bùa câu thả lưới đợi chờ, Phật cho tài phép một giờ thoát mê. Chẳng những thoát mê mà những người hữu căn hữu phước còn thai hồn đổi xác nữa. Tam giới hội sự việc bất cơ miên, thai hồn đổi xác cõi tiên đem về. Chính lúc đó tam giới mở hội để lập lên đời thượng quân. Mạng nhất tinh các nước đều vô, đầu sơn giao chiến nam mô tranh tài. Thập bát quốc dây phụ ở ngoài, thiền trung xuất trận phép tài quang thiên. Đói ngủ long tiền trận nữ phiên, giao chinh tam trận chữ tiên lai đầu. Phật thâu phép chư quốc chư hầu, quy lai thiền nội ứng hầu Phật dương. Đồng chúc thanh vạn thọ an khương, tuệ tăng vạn tuế Phật dương thọ trường. Phán chư quốc công lễ minh tường, tiểu bang lãnh sắc thường thường thọ
phân, phân ngôi phân thứ định phần quan dân. Chúc hớn trào miên diễn hoàng ân, trường sanh thọ tuế muôn dân thanh nhàn. Lập thượng quân hướng thọ khôn càng, đặt chung tư bổn vẹn toàn hiếu trung. Như thế là đời thượng quân đã lập, con người sẽ ra sao, đời sống ở cõi đó ra thế nào? Nói về đời thượng quân, trong hàng môn đệ của Đức Phật Thầy, ông Ba Thới kể ra là người có biết nhiều về đời thượng quân hơn hết. Phải chăng ông Ba nghĩ rằng nếu nói đời thượng quân là đẹp mà không cho người đời biết thì làm sao người đời ham hố cố gắng tu hành để đi đến? Nên chi ông Ba viết rõ về đời thượng quân trong kinh Di Lặc và quyển Quy Nguyên Trực Chỉ. Quốc độ của Phật Di Lặc đã được mô tả là đẹp đẽ trang nghiêm nhất. Đây chúng ta nghe ông Ba mô tả để so sánh coi có khác những điều gì trong kinh Di Lặc và quyển Quy Nguyên Trực Chỉ đã nói không. Ông Ba cho biết rằng khi lập đời lại thì đất địa bằng thẳng, không bồi không lỡ, biển không nổi cù lao nữa. Sao đất bằng không thấp không cao, biển sông không nổi cù lao nữa rồi. Mẹ sông biển không lỡ không bồi, xanh sao y vậy nói rồi sao coi. Chẳng những thế, nước trong chớ không đục, lại không ròng không lớn. Nước một mực thanh thủy ở biên trời, không ròng không lớn thuận đời chảy xuôi. Đất địa đã tốt đẹp như thế, thời tiết lại chỉ có hai mùa xuân và thu. Lòng niệm Phật hàng giả chi tu, ngày sau lập lại xuân thu hai mùa. Bởi thế khí trời rất ấm áp, do hai ngọn xuân nhật nguyệt thu, không lạnh không nực chỉ tu để đời. Có điều không thể tưởng tượng được là hễ ban ngày thì có mặt trời mọc, còn ban đêm khi mặt trời lặn thì mặt trăng mọc, đêm nào cũng như đêm nấy. Đến chừng nào nhật cơi nguyệt hiệp căng, ngày thời ông mọc đêm trăng sáng hoài. Chẳng những thế, lúc mọc lúc lặn không như thời nay, vì thời tiết mà sai dịch. Tới ngày sau tí ngọ bất cứ gì, thình thời ông mọc bất tri giờ nào. Đêm giờ tí ngày ngọ hiệp vào,
trí ngọ đứng nghi bóng giờ nào lại tranh. Ngày sau giờ đêm sau giờ canh, nguyệt xuất giờ tuất không tranh nữa giờ nào. Thời tiết điều hòa như thế nên năm không có tháng nhuần. Tới ngày sau phong gió có chừng năm mười hai tháng không nhuần như nay. Năm đã không nhuần, tháng cũng không có tháng thiếu. Nhất ngoạt tam thập nhất chiều mai, không dư không thiếu, khỏi tai khỏi nàng. Thời tiết đã điều hòa như thế, tất nhiên đất địa không phải như thời nay xanh cỏ hay gai gốc, mà xanh ra toàn là lúa trời. Muốn ăn khỏi cần sai giả, vì nó lớn bằng trái dừa. Hột lúa trời đỏ ruột điểm ma quyên, trái dừa nhâm sức của tiên cho mình. Lúa ấy chỉ có hai giống, chứ không có nhiều giống như đời nay. Sao không nếp mà quết bánh phòng, còn hai giống gạo giữ lòng làm ăn. Nhưng chẳng phải lúa ấy giữ nguyên hình mãi đâu, vì qua thời kỳ trung nguyên, bởi chịu ảnh hưởng của thời tiết đổi thay mà nó biến hình đi. Sao hột lúa vỏ trắng thiệt hình, trong ruột thời đó thế bình bất di. Trước vỏ vàng ruột trắng phân ly, trung ơn khiến biến người khi tiêu điều. Mùa tuyết đã thuận, đất đai đã tốt, xanh toàn lúa thì hẳn không còn loại độc trùng hại các loại thú vô ích nữa. Ông Ba cho biết chỉ có loài thú nào có ích cho loài người mới sanh ra cho người dùng mà thôi. Núi lao sao lập hầu trời nghiêu, cao điện đất thuần tiêu diêu độc trùng. Sao vật nào trời Phật cho dùng, Phật đem trở lại dường cùng vạn gia. Tôn nhị thú ơi phạm luật quốc gia, con trâu con chó còi ta không về. Tại đâu đời sao không có loài trâu, loài chó? Điều ấy rất dễ hiểu, đã nói rằng loài thú nào có ích cho người mới sanh ra. Ngày sau lúa đã mọc sẵn, người ta không còn cày cấy nữa, thì con trâu đâu còn được sanh, cũng không còn ích lợi nữa. Còn loài chó sanh ra để giữ nhà, mà đời sau là đời nghiêu thuấn, nhà không đóng cửa, của rơi không người lợm, thì còn đâu trộm cướp mà phải cần có chó giữ nhà. Quả thật
là đời nhiêu thuấn, nào là nhà không đóng cửa. Chỉ sự tiền lập hậu chánh minh, nhà không đóng cửa hoàng thinh đêm ngày. Nào là của rơi không ai lượm, họ hàng khơi chiều mai ngó thấy, qua ngày sau của rơi chẳng lấy. Ông ba cho biết ngày sau con người có tài trí cao siêu lắm, lo việc hậu mới được lâu dài, ngày sau nhiều kẻ phép tài chi chi. Và họ vẫn biết bay như xà đặng quá rồng vậy, đạo trung dung xà đắc quá long, người thời không cánh không long bay dài. Muốn kiến thiết thế giới tốt đẹp như thế, ông ba cho biết việc sắp đặt phải mất 3 năm mới xong. Lập 3 năm đều đủ dưới trên, đồng chư quốc lập nên một cuộc. Thông minh tánh nhiều người thông thuộc, dần trời xuôi nhất cuộc hưng ban. Nơi nơi đều phú túc hiền vang, chốn chốn hưởng an bang dần đạt. Về gia đình thì 5-7 người cũng ở một nhà, thuận hòa trên dưới. Cái tục lệ hát ca như đời nay không còn nữa. Qua ngày sau không hát không ca, 5-7 người ở lại nhất gia. Giọng Đức Phật Thích Ca Chi Ly, 5-7 chủ hiệp tình nhất y, Phật độ người tận ly quang minh. Vì người người hiền lương, nhà nhà đều phú túc, cho nên không sanh ra trộm cướp. Bởi thế không có nhà ngục, nhưng ở mỗi tỉnh vẫn có lập tòa án để hòa giải những việc bất đồng ý kiến nhỏ nhặt, cùng xem chừng việc trị lý trong dân gian. Có tòa án các tỉnh xăm soi, không đường ngục thất sao coi để đời. Nhà ngục đã không có, cho nên cả pháp luật lập ra để răn phạt người, làm gì lại có. Của người Tây trả cho người Tây, tân trào phế luật thẳng ngay trổ tài. Kiện tiên gia sao đằng lâu dài, vô cùng mưu trí phép tài mới nên. Một điều mà xã hội này không có là đời sau dân chẳng có làm sâu nạp thuế chi cả. Phật lập chánh chư quốc chư hầu, bán buồn lùi tới phải đầu, nước
Nam. Phật dạy điều lòng dạ đừng tham, không rượu không thuế nước Nam như thanh nhàn. Mười tám nước ăn ở một mươi tràng, chợ nào không góp sống làng an ninh. Sở dĩ các nước cùng sống thuận hòa, người người đều hiệp ý không gây gỗ, không sanh ra chiến tranh, là vì ngày sau chỉ có một tôn giáo. Qua ngày sau không miếu không đình, hội tề công sở nhất cư tình quốc gia. Nước Tây Phiên nhà thờ không cha, niệm trời niệm Phật quốc gia an hòa. Mười tám nước như con một nhà, đền thờ niệm Phật Di Đà công phu. Một nước chỉ ta có một chùa, và các ngày lễ vẫn như nhau. Một nước thì ta có một chùa, nhà không phượng tự hai mùa xem minh. Có hai ngày lễ bái tượng kinh, ba mươi mùng một chánh minh nhất trường. Ngày mười lăm mười sáu lập thường, niệm trời niệm Phật nhị trường an khương. Lễ quần đăng hạ nhất cư xuân vương, chánh ngoạc sơ nhất lễ bà chánh chung. Nhân bất ác tích thiện di trung, lễ xuân quân đang chánh chung hai mùa. Lễ thượng quân gia kiết lại chùa, trung quân thu nhật thủ chùa hương rơi. Nơi nói điều ngợi chữ thánh thời, cả ngầm sư sứ vui chơi thanh nhàn. Đời sống đã vui thú như thế, còn con người thì tướng dạng ra sao? Ông ba cho biết, đời sau trầu thuốc đều bỏ, cho nên răng thì trắng, tóc thì dài, da trắng và châu thân thì không có lông. Nhìn châu thuốc biến nói biến cười, ngày sau răng trắng như người Quảng Đông. Nội châu thân không có mọc lông, tóc dài da trắng phụng lông dạng hình. Con mắt thì sáng ngời, miệng thì thơm. Con mắt sao ngó sáng ngời, trông như mắt cọp miệng người.
ngọt thơm. Răng thì trắng thịt người ăn cơm, lưỡi sao răng dày gạo thơm ngọt ngào. Hình dạng đã đẹp đẽ như thế, người người lại không trẻ không già, 80 tuổi sắp lên mới có con so. Xong trong 10 người mới có 1 người sanh sống lâu đến muôn tuổi. Đâu đâu không trẻ cũng không già, 80 mới có vậy mà con so. Ngoài muôn dân lạc nghiệp đủ no, 10 người sanh đặng con so, 1 người người tốt tươi ăn nói vui cười. Nhưng tuổi thọ ấy qua trung nguyên thì so le giảm xuống còn trên 1000, cũng như hột lúa bằng trái dừa qua trung nguyên biến hình trở lại nhỏ. Người ăn nói bằng thẳng thiệt thà, trình thưa dặm già dữ mà phép khuôn. Lập tượng quân tuổi có 1000, trung quân giữ già phép khuôn trên 1000. Con người ăn ở đều có lễ nghi khuôn phép, cho nên không có sự loạn luân loạn dâm. Ngày sau nhân bất cứ loạn dâm, người nào nghịch tanh binh âm mưa giật rồi. Phật cho tâm tánh định hồi, mang tri mọi rỡ tiêu rồi sạch trơn. Thiên sanh tiền hải ơi hậu sơn, tiền tận hậu hơn mang ơn cùng nhiều. Ông ba cho biết rằng vợ chồng đời nay chỉ là khoan khiên túc trái vai trả lẫn nhau, chỉ qua đời sau mới là thiệt vợ thiệt chồng. Những vị làm quan có đến 5-7 vợ, đâu đấy đều hòa mục giữ trinh tiết thờ chồng. Có lẽ vì số đàn bà nhờ sự tu hành ở đời này mà được sống qua đời đó quá nhiều, sắp 5-7 lần số đàn ông. Phải chăng ngày nay chúng ta thấy số dân đàn bà đi chùa và tín ngưỡng trời Phật nhiều hơn đàn ông? Qua ngày sau thiệt nở thuyệt dân, đàn bà trinh tiết vì ơn nuôi chồng. 5-7 vợ hiệp ý một lòng, thượng hòa hạ mục nuôi chồng làm quan. Một điều lạ nhất là đàn bà ở đời thượng quân không có đường kinh nguyệt nữa. Đường kinh nguyệt sao Phật sự tiêu, đời này ngang dọc Phật diêu lõa lồ. Con người nhờ khí hậu điều hòa, đất đai tinh khiết, cho nên được sống lâu trên muôn tuổi, không ai bệnh hoạn nhờ đó mà sau này không có thuốc men. Việc thuốc nam thuốc bắc
vô ân. Ngày sau thôi cùng vô phân thuốc rồi. Trên quốc độ vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ ấy, nước Việt Nam sẽ ra sao? Người Việt Nam sẽ có vai trò gì quan trọng chăng? Nói về nước Việt Nam sau này, sau khi quả địa cầu biến hình, trên thế giới sẽ ra sao? Ông Ba cho biết sự sụp đổ đất liền thành biển, nổi lên đất liền làm thay đổi địa hình. Chừng đó trên thế giới chỉ còn 18 nước mà thôi. Cộng tồn thập bát quốc hội an, sử tiêu ma quỷ gì đó tiêu điều. Hay là tôn thập bát quốc chỉ nói hiêu, ngoại trừ các nước quần yêu sự tà. Nhưng trong 18 nước đó, Việt Nam lại hữu phước hơn hết, vì nước Nam có nhiều bậc thông minh, tài trí, thâu các nước phải phục tùng. Sao nước Nam ít kẻ dũng về, thông minh trí huệ nhiều người giỏi hay, không có cánh đi đặng trên mây, phép tài văn võ hơn nay nước nào. Hữu quân sư thượng trí anh hào, dạy 18 nước chỗ nào văn thơ. 18 nước tài phép trơ trơ, Phật thâu trả quả ngẩn ngơ chư hầu. 18 nước lại gian hàng đầu, thường năm công lễ ứng hầu hơn ban. Phật thâu hết các chữ đa đoan, chỉ tồn nhất tự Nam ban tiếng mình. Người khác người ăn nói thật tình, binh thơ đồ trận nước mình tài năng. Quy nhất thống hiệp lại nhất căn, thượng thiền giáng thế tài năng trong trần. Đến ngày sau có thánh có thần, ai lòng tà dại âm thần sử phân. Nhưng hưởng được cảnh vinh quang ấy, hỡi ôi, người Việt Nam chúng ta trong 10 người chỉ còn lại có 3 người. Đất Bắc Việt sau này đổi thành ruộng sâu, trong 10 người chỉ còn có 1 người. Phải chăng vì tội làm thịt cáo cày mà trong kinh Phật đã cấm Việt Nam ban nhiều kẻ khôn lanh, thất phần dư tử thiểu sanh tam phần. Thấy việc xa chẳng biết việc gần, Việt Nam còn mấy việc tần như nhau. Đất Bắc Kỳ sao lại ruộng sâu, 10 phần thác chinh khó âu cho người. Về Bắc Kỳ, ông Ba quả quyết như vậy, cho nên nhiều lúc ông thường lặp lại:
đất bắc địa dân câu đặt lọp, ăn cá đồng không cọp ở rừng. Chắc sao cũng có người hỏi, nước Việt Nam nhỏ bé như thế này, làm gì lại đứng đầu các nước? Ông Ba cho biết rằng sau khi quả địa cầu biến hình, nhiều chỗ đất bằng sụp đổ, nhiều nơi biển cả nổi lên đất liền, nước Việt Nam với sự thay hình đó sẽ trở thành một đại quốc. Hậu Bắc địa tư trấn cõi ngoài, Nam bang đại quốc lâu đài trường xanh. Ông Ba còn cho rằng sau cuộc đại biến thiên, về đời Thượng Quân, ranh giới nước Việt Nam sẽ lên đến lèo hạ. Có sông dọc lên khỏi Nam Giang, lên đèo xuống dốc nhà sang dày đầy. Từ lèo hạ sắp xuống dưới này, kiện vui Nam quốc lời thầy dĩ ngôn. Và nước Nam ở thời kỳ Thượng Quân ấy sẽ lấy quốc hiệu là Hớn Bang. 18 nước lai giang hàng đầu, thường năm công lễ hầu Hớn Bang. Không thấy ông Ba cho biết các nước khác sau này sẽ thay đổi ra sao, chỉ thấy nói về nước Nam thôi. Phải chăng ông Ba nghĩ rằng các nước khác đều có nói cũng không quan thiết cần ích cho dân mình, tốt hơn là mình nên biết mình để mà sớm sửa sang lo liệu tu hành. Về thế giới các nước sau này, theo chúng tôi được biết thì Đức Bổn Sư Núi Tượng có để lại một bản đồ, nghe đâu hiện nay trong môn đệ của Ngài còn giữ, nhưng tiếc gì chúng tôi không được thấy để coi cho biết nước nào còn, nước nào mất. Và 18 nước còn lại là những nước nào? Duy có nước Nam thì thấy ông Ba cho biết một vài biến đổi về địa hình như vài đoạn dưới đây. Đây nói về Cần Thơ và Mỹ Tho. Cửa Cần Thơ Phật khiến xuất sơn, Mỹ Tho phát hậu kỳ an một hòn. Về Bạc Liêu và Hà Tiên, ông Ba cho biết sao lập lại Bạc Liêu thiếu muối, sao có nổi năm mười hòn núi, đem lộn về muối núi Hà Tiên. Phép Phật trời nhiều kẻ chẳng kiên. Nói về sông rạch và đường xe lửa, có sông dọc nhiều chỗ gì kỳ, đường ngồi xe lửa chạy thì Bạc Liêu. Về sông thì có sông dọc, sông ngang, giáp bằng tiền giáp diệt giàu sang. Hồng ngữ sao có sông ngang sơn
chào. Giác lời ghi việc chánh việc tà, sông dọc cần lô khỏi mà mỹ tho. Ngoài sông dọc đồng cần lố còn nổi lên nhiều núi, đồng cần lố núi nổi giáp dòng, sông ngang sông dọc tại lòng Phật tiên. Nói về sự biến đổi của Thất Sơn ở Châu Đốc, cửa ngã bát có nổi nhị sơn, núi Sam tiêu mất Thất Sơn điện đền. Chí anh hùng lập chí cho bền, sông ngang ngay thẳng vô đền bửu sơn. Và đây nói về sự thay đổi sau này ở đất Sài Gòn và Châu Đốc. Gia đình còn sao mất ở Sài Gòn, Châu Đốc mất trước tiếng còn An Giang. Ông ba còn cho biết rằng sau này ở nhà bàn Châu Đốc sẽ là Tràng Ứng Khoa luyện tập văn võ. Lập chí trai tới chốn nhà bàn, võ văn luyện tập diễn Tràng Ứng thi. Như ông ba cho biết, trong nước Việt Nam sau này phần Nam Việt là tốt đẹp hơn hết. Nhưng chỗ nào ngày sau được hưởng cảnh an vui khoái lạc thì nơi đó phải chịu nhiều khổ cảnh. Cũng như hiện nay cảnh nào vui sướng thì sau này phải chịu nhiều sự biến thiên, và đó là luật tuần quần. Chốn thị thành sao lại quá rừng, chát chùa trong già ớt gần xác tâm. Chính vì luật tuần quần đó mà phần đất Nam Việt chịu nhiều cảnh khổ hạ. Sự việc trong lục tỉnh thao mòn, Nam Bang khổ hạ chịu lòn hết thôi. Mà cảnh khổ nhất là thảm họa sau này của Lộ Văn Giáo là con đường đi từ núi Sam vào nhà bàn. Mặc thế tình kẻ dọc cứ người ngang, rồi đây tới đó ngay gian thời tường. Kẻ thị phi niệm Phật đưa đường, qua lộ văn giáo vô thường quyết lưu. Về lộ văn giáo, ông ba còn cho biết: qua hậu sự văn giáo giáo văn, thầy vơi ngọn cỏ vô căn Phật trời. Con trong nhà nói chẳng nghe lời, huống chi hàng xóm mi nói đời ai nghe. Đó là những điều mà ông ba cho biết về nước Việt Nam ở đời Thượng Nguyên. Nhưng chừng nào
đến giai đoạn chuyển biến những điều tiên tri. Muốn hiểu chừng nào mới đến giai đoạn chuyển biến, cần phải xét coi những điều tiên tri của ông ba có phần nào thực hiện chưa. Đứng về phương diện nhận xét, đã thấy nhiều điều thực hiện rồi, như cuộc đảo chánh của Nhật vừa qua là một. Ông ba cho biết, tay chưa mang tới việc u phân, ngồi buồn thấy khổ muôn dân nào nề. Câu này đủ cho ta thấy tình hình Việt Nam từ ngày Nhật để chân lên đất này, không còn lúc nào dân khổ cho bằng lúc đó trở đi. Ông ba còn cho biết, từ 50 năm về trước thời kỳ chấm dứt của Nhật, đây chưa cho đến năm Tuất Hợi, châu Nhật bốn Nam Việt Bắc cài gai gò chó sủa hằng ngày sủa dài. Đó là một giai đoạn người Việt Nam bắt trâu Nhật bổn cài cho mình. Ông ba cho biết, còn một giai đoạn nữa người Việt bắt trâu chợt cài. Trâu của chợt Nam Việt bắt cài, khỏi siêu khỏi thuế khỏi dài lao đao. Tuy ông ba cho biết phải có trâu của chợt cài, nhưng khi nói đến nước Tàu thì ông ba không khỏi đau thương mà thống trách. Đường gian nan dễ dâu ơi khó bài, căm hờn Tàu Tắc hải rài Nam Bang. Ông thương hại cho Tàu là vì phải tội bài ra bán hình bán tượng của Phật và tranh hành chiếm đoạt nước Nam. Tội Tàu mang ước chất như thành, bán hình bán tượng tranh hành nước Nam. Bởi thế khi lập đời lại, người Tàu chỉ sống sót có một người trong mười người. Tội đại thanh bán ơi tượng bán tranh, họa hình bán Phật bất sanh chính phần. Ngoài nước Tàu, ông ba còn cho biết Ấn Độ cũng mang đại khổ. Trời khiến siêu ách nước từ đây, chả già hai nước mất thấy chẳng còn. Ông ba không cho biết vì lý do gì Ấn Độ bị đại nạn như Tàu, nhưng điều này làm cho người ta kinh ngạc là ông ba gọi chà già không phải một nước mà là hai nước, đúng như hiện tình chia rẽ Ấn Độ làm hai nước hồi Ấn. Một nước ở gần ta nhất là nước Tần. Ông ba cho biết sẽ gặp nhiều tai nạn như Tàu và Ấn Độ. Có ai từng ăn ốc cưa không gai, ăn cơm không đũa đại tai nước Tần. Và sau này nước Tần sẽ hiệp về với Hớn Bang ở thời kỳ Thượng Quân. Ai từng làm ruộng không trâu,
tầng sau lại lại thân hơn chào. Nhưng trước khi đi đến hội Long Hoa, nước Tần phải trải qua một thời gian đói khó. Cao Miên phải lo dùng cơm gói, người khá lo đôi trước bây giờ. Việc minh mong chưa tới bực bơ, thấy Tần quốc vất vờ hồn phách. Nhìn đôi lạnh chớ than chớ trách, một con sâu làm đổ trách canh. Chịu nạn đói lạnh như thế là vì con sâu làm đổ trách canh, do nước Tần khởi loạn trước làm cho Việt Nam phải lâm vào cảnh khổ. Việc trước thì Tần khởi loạn ra, sát nhân vật người ta thầm khổ. Tần khởi loạn theo ông Ba là một điểm mở màn cho biết cuộc đời đã tới. Nhưng muốn xác định thời giờ, ông Ba cho biết rằng khi đời tới thì tự nước nào đánh nước nấy. Mình hại mình nói việc có căn, nước nào hại nấy lăn xăn trở đời. Sự tận diệt của loài người theo ông Ba sẽ diễn ra bằng cuộc hội chiến của mỗi nước, cùng một lúc xảy ra nước nào đánh nước nấy. Giặc vậy lăng xăng giặc vậy đánh nhau tầm bậy đánh nhau. Nước nào ở đâu đánh đo, vẫn nghèo thấy ngó vẫn nghèo. Người thác ba bèo người thác, đâu đâu tan nát đâu đâu. Thật là những điều quá sức tưởng tượng, ngoài ý nghĩ của mọi người. Ông Ba cũng vẫn biết, người đời sẽ có kẻ không tin. Tôi cho người thấy việc mãi thiên cơ, người cũng ngó lơ, tôi ngơ ngẩn già. Nhưng vì quá thương đời cho nên ông phải bày tỏ để sao người đời không trách. Thương chúng sanh ni Phật mới tỏ bài, chẳng nghe lời Phật hỏi này ra thay. Với những người thiện căn, ông bảo ghi nhớ những lời của ông rồi sẽ biết. Nói rồi cho nhớ lời ghi, chừng nào thấy việc loạn ly biết lời. Nơi nơi khổ nào cho đời, giữ trăm việc khổ biết lời để ghi. Nhưng hỡi ơi, mặc dầu ông hết tiếng nhắc nhở mà người đời vẫn hí hận không lo. Bây giờ hí hở
hận không lo. Gặp cơn bát loạn nằm co kêu trời, lo giàu ít kẻ lo đời. Gặp cơn bát loạn kêu trời thấu đâu. Và chính vì đó mà các đấng Phật tiên bởi quá thương xót chúng sanh nên lâm phàm, chẳng dứt ra sấm kinh cơ bút thức tỉnh người đời. Với sứ mạng cao cả ấy, các đấng thiên liêng còn mượn xác một cậu nhỏ 9 tuổi để viết bộ tứ thánh cho người đời thấy thế có tin. Phần 3. Tứ thánh. Phải chăng vì thấy người đời còn ngờ vực, bán tính bán nghi mà lần này đấng thiên liêng phải mượn xác 9 tuổi ra thơ khuyến đời? Với xác 9 tuổi thì không còn ai chẳng tin là một đấng thiêng liêng nào trong đó. Chớ làm gì từng tuổi ấy lại thông minh lỗi lạc, nói ra những giọng Phật tiên cứu dân độ thế một cách cao siêu thoát tục như vậy. Đây là lời tự thuật của đấng thiêng liêng ấy. Thương dân khuyên nhủ hết tình, mượn xác 9 tuổi một mình ra thơ. Và đấng thiêng liêng ấy tự xưng là tứ thánh, vì buồn đời không chịu nghe lời khuyên nhủ nên lâm phàm cảnh tỉnh. Buồn đời coi lại làm ngơ, nói rằng nói dối làm thơ bắt dần, để rồi cuộc loạn quân tần biết cho tư thanh bắt dần hay không. Thật là một điều mà người đời không ngờ, càng làm cho người đời ngạc nhiên hơn nữa là những điều tiên tri khuyên răng của tứ thánh đem so sánh lại không khác với những điều mà ông sư dạy Bán Khoai hay ông Ba Thới đã cho biết, nói về Hạ Quân và Hội Long Hoa. Trước hết, tứ thánh cũng nhận như ông sư dạy Bán Khoai và ông Ba Thới rằng thời kỳ này là đời Hạ Quân sắp có một biến thiên thay đổi cả núi sông. Hạ Quân mỗi việc mỗi mòn, mòn sông mòn biển lại còn mòn non. Sự biến thiên ấy là do thiên định nó đã kề một bên rồi. Bây giờ kẻ sợ người tề, đến kỳ thiên định cũng kề một bên. Tứ thánh cũng cho biết rằng rồi đây nhân loại sẽ đi đến Hội Long Hoa mở ra để chọn người hiền đức. Nhưng trước ngày Hội Long Hoa, nhân loại phải trải qua bao nhiêu cuộc biến thiên thảm khổ, nào là cảnh đói lo đời sắp đói ơi một bên, quần sao không bận lại quên ở chuồng, nào là nạn quỷ vương khuấy nhiễu. Quỷ vương nào kể miểu đình, thánh thần náo động ình ình giang tay. Nào là sấm nổ làm cho cha con rã rời, cơ gian mặt biển đầu non,
điện thinh chớp nhãn, cha con xa rời. Nào là nạn chiến tranh tàn khốc mà tứ thánh không tả ra nước nào đánh với nước nào, lại ngụ ngôn trong một cuộc đánh cờ. Người nào khéo tri cơ sẽ biết đâu là đâu. Ngôi dân ta lắm mà nỗi buồn, trở về nón đánh lắp tuồng cờ tiên. Cả kêu các vị đạo tiên, ai mà muốn đánh để tiền năm quan. Có thua xin chớ thở than, sắp cờ ngồi lại năm quan để liền. Các tiên nghe nói chiều liền, nước đỏ nước trắng chớ phiền lộn con. Đi đầu chốt trắng quá ngon, bên kia pháo đỏ lòng son cặp kề. Chốt trắng ra bị xe ngày, xe đỏ nghề nghiệp trở về trong ngăn. Pháo đỏ tượng trắng đã ăn, xe nghề đương trong đón ngăn nước cờ. Pháo đầu xuất tướng bơ phờ, xe đâm ngựa chết ni hân hờ tướng thua. Thiếu tướng bác sĩ làm vua, cờ ai đánh vậy mà thua uổng tiền. Sở dĩ tứ thánh không chịu nói trắng là vì thiên cơ bất khả lậu. Ba gia hại ráng chịu phiền, thiên cơ bất lậu khó quyền tôi phân. Mặc dầu nói thiên cơ bất lậu, nhưng rốt rồi tứ thánh cũng lậu như thường. Mây trắng chớp nhãn như gương, tiếng vàng nổ dậy thái dương ánh trời. Thiên binh thiên tướng đổi dời, núi sườn sông mau gốc trời khá ghê. Lìa giá chia rẽ phu thê, tiếng kêu khóc kể gia quê chẳng còn. Xích tinh phượng phất lũ tròn, nguyệt tinh chớp nhãn mọc tròn năm châu. Lao sao dân chúng khó âu, sao dân tư hướng sức thâu ngân hàng. Phiên ban đảng cộng đôi đàn, chiến tranh giành giật xóm làng thác quan. Hắc long giá vỏ một phan,
lửa tuôn sấm chớp kêu vang góc trời. Tận kim phải chịu đổi dời, thành thang biến cài biết đời ma chương. Ba màu phải chịu thớt thư, cậy cùng nòi giông sớm chưa giúp mơ rài. Thanh long nối gót trổ tài, thọng vòi lấy nước bên ngoài âu quân. Kim chi khó nổi bên quân, rút về gia đình ngăn chân đồng nai. Trời ơi! Sao ở biên bay, xe kia biến chạy, tại ai xe ngừng? Súng sao biến nổ không chừng, chữ ban thập bát ngập ngừng ngẩn ngơ. Ngồi buồn nói chuyện ba dơ, cho ai hiểu chút thiên cơ tại trời. Tứ thánh lộ thiên cơ, nhưng thiên cơ ấy chẳng dễ gì đón nổi với những danh từ xích tinh, nguyệt tinh, hắc long, kim quân, thanh long, vân vân. Có điều người ta để ý là tứ thánh cho biết khi sấm nổ thì súng hết nổ, ó biến bay, xe tăng biến chạy. Nói về nước Việt Nam sau này, như đã thấy tứ thánh diện lý là thiên cơ bất lậu, cho nên dùng cách đánh cờ để nói bóng bãi về thời kỳ quân hạ, hay nói úp mở bằng cách dùng danh từ mà người đời chẳng dễ gì đoán ra. Nhưng rốt lại tứ thánh lậu thiên cơ, như thường khi thấy nói về hậu nhật của Việt Nam, phải chăng cần phải học bộ thiên cơ cho người đời thức tỉnh mà tứ thánh cho biết cuộc biến đổi của Việt Nam trong thời kỳ hạ quân này? Hạ quân mọi việc mọi mòn, mòn sông mòn biển lại còn mòn non. Đôi chồng đôi vợ đôi con, đôi non đôi núi đôi hòn Hà Tiên, đôi châu đốc đôi tình biên, thất sơn lại đôi Hoa Liên nhà bàn. Qua liền năm nước chật đàn, qua lộ văn giáo máu tràn như sông. Đổi nhật đổi nguyệt đổi phong, đổi năm đổi tháng đổi trong,
đổi cha lại đổi nhà thờ, đổi cùng đổi bãi đổi cờ Nam Bang. Trời xây Âu ái bốn phan, nước tràn bờ cõi khó an thời kỳ. Chuyện luân bỏ bực cứ biên thùy, ngựa nghiêng trời đất cứ lập cây thượng quân. Khuyên trong anh chỉ làm ơn ăn ngay ở thật còn hơn làm giàu, giữ sao cho khỏi máu trào, giữ sao cho được cắm bao Phật ban. Mặc dầu tứ thánh không nói rõ, nhưng ai có đọc qua những đoạn của ông Ba Thới cho biết, cũng đều nhận thấy giữa ông Ba Thới và tứ thánh vẫn cùng một nhận định về thời Thượng Nguyên. Như ông Ba cho biết, khi sấm nổ thì có cuộc biến đổi về địa hình, như núi thì vỡ, cù lao thì sụp, còn biển thì nổi đất liền. Và cũng trong lúc ấy, con người thì đê mê bất tỉnh, giữa chồng vợ khi tỉnh dậy không còn biết nhau. Về những điều biến động này, tứ thánh tóm lược trong những câu: mòn sông mòn biển, đổi non đổi núi. Về lộ văn giáo, ông Ba cho biết: kẻ thì phi niệm Phật đưa đường, qua lộ văn giáo vô thường quyết lưu. Còn ở đây thì tứ thánh nói: qua liền năm nước chật đàn, qua lộ văn giáo mau tràn như sông. Cũng là một nhận định như ông Ba, ta còn thấy tứ thánh cũng nhận có trận đại hồng thủy như ông Ba, với câu: nước tràn bờ cõi khó an thời kỳ. Như tứ thánh còn mạnh dạn hơn ông Ba về sự bộc lộ hậu vận của nước Việt Nam, tứ thánh dám nói hội Long Hoa lập ngay ở Nam Bang. Núi rừng trấu ngọc trấu ngà, Long Hoa lại trấu trên tòa thượng quân. Nam Bang một lá quế đơn, năm châu tụ hội thất sơn đông dày. Và tứ thánh lặp lại một lần nữa: ngày sau có một không hai, thất sơn duy nhất Như Lai lập đời. Trăng lặn rồi kế mặt trời, gió thời hai ngọn đổi dời cũng không. Ngồi buồn nói chuyện mênh mông, kẻ lành nghe vậy thì mong tới đời.
Một lần nữa, lời tiên tri của ông Ba Thới cho biết ngày sau đêm nào cũng có trăng, nay Tứ Thánh xác nhận. Nhưng đến thời kỳ nào mới có cuộc biến đổi và đời Thượng Quân được lập, Tứ Thánh cho biết là mỏng manh lắm rồi. Cũng gần sắp chỗ nhà Nam, nay còn phong kiến Tứ Tam tranh giành. Sắp đời như sợi chỉ mạnh, treo chuông khó nổi, chuông lành hỡi chuông. Và nó sẽ báo hiệu bằng cuộc khởi loạn của quân Tần, đúng như sự nhận định của ông Ba Thới. Để rồi cuộc loạn quân Tần, biết cho Tư Thánh bắt cứ dần hay không. Và đến khi đó thì nhân sanh phải chịu nạn đói. Thế nên Tứ Thánh khuyên: khoai lang lại với khoai mì, đến khi Tần khởi đồ thì khẩu ta. Cứ theo Tứ Thánh thì cuộc biến động vẫn xảy ra ở thị thành, trước rồi sau mới lan tràn đến thôn quê. Châu thành pháo nổ khói bay, tiếng rền dậy đất hòa lay xóm làng. Trời ơi khó nổi dân nhàn, giỏi chi thầy pháp đặt đàn tông ôn. Tống châu thành lại tống thôn, thuốc nam rồi lại cúng quần về nam. Nhưng chịu khốn khổ nhất trong nước Việt Nam có lẽ là miền Long Châu, tức Long Xuyên và Châu Đốc. Ghe thuyền kẻ tới người lui, giữ lời Phật dạy nhồi chui núi rừng. Sơ tiêu một cuộc không chừng, Long Châu ước giáp Phật trần loài gian. Thấy nằm chật đất ngổn ngang, dầu trôi sóng dập ngổn ngang hai hồ. Mà sở dĩ có cảnh núi xương sông máu như thế là vì người đời không ưa Phật trời. Nghĩ thương dân chúng thớt thương, cũng vì ba tánh không ưa Phật trời. Nói rằng Phật ở xa vời, trời cao dấp dới vậy thời biết ngơ chi. Hay có giả ưa Phật trời, nhưng tu không thật tâm, không thương đến kẻ nghèo đói. Tu sao thầy chết như bèo, ngổ ngang dầu sông kẻ nghèo chẳng thương. Rau cùng khắp hết bốn phương, sao không thức giấc nghi hoàng lương
dòm trời. Tu sao thay chết như bèo, ngổ ngang giàu sống kẻ nghèo chẳng thương. Rau cùng khắp hết bốn phương, sao không thức giấc như hoàng lương dòm đời. Ngoài hai tỉnh Long Xuyên, Châu Đốc chịu đại nạn, Tứ Thánh còn cho biết một vài nơi khác như Sài Gòn và Gia Định. Sài Gòn Gia Định ai ngờ nước đâu mà lại lỡ bờ lướt cây. Như Nam Giang, Nam Giang nhà gạch nhà vui, ngày sau kiếm chài lá ngồi không ra. Như ai cũng biết quyển Tứ Thánh ra đời từ năm 60 năm nay, trong lúc nước Việt Nam còn đặt dưới quyền bị trị. Thế mà đã cho biết về cuộc độc lập sau này, anh em cứ nghiệm lấy tình hình hiện nay với những câu Tứ Thánh nói đây, coi có phần nào đúng không? Nói ra nước mắt chan hòa, thương cho anh chị khó mà thoát thân. Tăng điền thương hại khó phân, không toàn độc lập nhân dân như bèo. Tại ai cầm lái phân lèo, tìm tăng thế giới chịu nghèo lâu năm. Và đây là lời tiên tri, chỉ còn chờ lời đáp của thời gian. Thương công chúa cồng chan dầm, vào sanh ra tử lại lầm kế ai. Rồi đây Đức Giáo Chủ Hòa Hảo còn tiên tri nhiều điều rất ứng nghiệm với thời cuộc hơn nữa. Chương thứ 5 Phật Giáo Hòa Hảo. 1. Đức Huỳnh Giáo Chủ. Như mọi người đều biết, ở Việt Nam có hai đạo và Phật Giáo. Như mọi người đều biết, ở Việt Nam có hai đạo, giáo mạnh nhất là Cao Đài Giáo ở miền Đông và Phật Giáo Hòa Hảo ở miền Tây. Đức Huỳnh Giáo Chủ ra mở đạo nhằm năm Kỷ Mão 1939 cho đến nay, trong vòng 14 năm, một thời gian rất ngắn đối với các đạo giáo khác. Thế mà hấp dẫn một số tín đồ không thể tưởng tượng. Hầu hết các tỉnh miền Tây, đa số dân chúng đều quy ngưỡng theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Riêng hai tỉnh Châu Đốc và Long Xuyên, tỷ số tín đồ Hòa Hảo chiếm từ 80 đến 90% trong toàn số dân chúng. Như thế, Đức Huỳnh Giáo Chủ phải có sức màu nhiệm gì mới có thể thức tỉnh được một số? Theo sự nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy có nhiều nguyên nhân mà chúng tôi xin tóm lược như dưới đây. 1. Bản thân của Đức Huỳnh Giáo Chủ, vốn ngài xuất thân là một người ít học. Cứ theo được biết thì ngài học đâu đến lớp 3 trường làng. Vì mãi đau ốm
mà không theo đuổi nữa được. Bỗng một hôm Ngài được sáng tỏ phi thường, đến các hàng cử nho ở trong thôn, các nhà Tây học ở khắp nơi, một khi đến hầu chuyện với Ngài đều phải ngạc nhiên trước sự thông minh phi thường của Ngài. Nhiều ông cử nho đem thơ đến để thử đều được Ngài quả lại ngay khi ấy, không cần phải bóp tráng suy nghĩ. Thế mà bài thơ nào của Ngài làm ra cũng đều siêu nhân thoát tục. Ai đọc cũng tưởng Ngài là một đấng siêu phàm nào giáng cơ. Chẳng những thế, Ngài còn có tài hùng biện, ứng khẩu thành thi, diễn giảng thao thao bất tuyệt. Nhất là những người lão thông kinh điển nhưng còn thắc mắc một vài nghi vấn nào đều được Ngài làm thỏa mãn bằng những lời giải thích cao siêu. Đứng trước một người không học mà thông minh lỗi lạc dường ấy, thử hỏi ai chẳng ngạc nhiên hay cảm phục. Chính vì đó mà một phần lớn trong hàng cử nho và Tây học, người có căn lành đều sớm tỉnh ngộ hoài đầu Phật pháp dưới sự phổ hóa của Ngài. Hai, cách chữa trị kỳ diệu của Ngài. Giáo chủ được nổi tiếng và được dân chúng ngưỡng mộ quy y một phần lớn là nhờ cách chữa trị của Ngài. Đại để chúng tôi xin kể ra một vài trường hợp mà Ngài thâu phục tín đồ bằng phương pháp màu nhiệm. Có nhiều bệnh điên từ lâu không phương pháp cứu chữa, hung dữ một cách lạ thường. Khi đem đến, Ngài chỉ lấy dây chuối cuộc đầu gối, ngồi đó rồi bắt niệm Phật và uống nước lã, thế mà hết bệnh. Còn nhiều bệnh ngặt nghèo khác, các thầy thuốc Tây, thuốc Nam đều chạy đến Ngài chỉ cho uống lá xoài, lá ổi, lá mít, bông trang, vân vân mà hết bệnh mới kỳ. Điều kỳ diệu nhất là nhiều người ghiền á phiện đã uống nhiều thuốc cay mà không bỏ được, đến Ngài chỉ cho uống nước lã là bỏ hút cái một. Không hành phạt chi cả với sự cứu bệnh bằng phép quyền diệu ấy, còn ai chẳng hồi tâm hướng thiện. Thế là Đức Huỳnh Giáo Chủ bằng phương pháp tiên thuật hóa độ một phần lớn chúng sanh. Ba, những lời tiên tri cảnh tỉnh. Ngài sáng tác sấm giảng văn thơ rất nhiều, trong đó Ngài tiên tri nhiều điều, hoặc thực hiện nhãn tiền hay lần lượt được thời gian xác định. Một điều làm cho người ta kinh ngạc là Ngài nói ngay ý tưởng của người đời. Đây là một ví dụ. Một hôm có một ông lão cử nho đến tính thử Ngài có làm sẵn hai bài thi nặng nọt suốt đêm. Khi ông lão nhà nho ấy vừa bước đến, chưa kịp trình thơ ấy ra thì Ngài đã ra đón trước, vỗ vai ông lão mà nói rằng: ý ông muốn làm thơ lắm phải không? Được thôi, thì vào đây làm thơ với tôi chơi. Nói rồi Ngài mời ông lão vào nhà, liền lấy giấy viết làm hai bài thơ trao cho ông lão. Một điều làm cho ông lão kinh hồn là hai bài thơ ấy đã quả nguyên vẹn, hai bài thơ còn trong túi của ông. Chính nhờ có tha tâm thông và những lời tiên tri linh ứng mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã cảnh tỉnh phần lớn người đời. 4. Những pháp môn hành đạo.
Mặc dầu đạo Phật đã mở ra khắp trong nước, nhưng kẻ sùng ngưỡng lại rất ít. Một phần là do các nhà nho tu theo thần tú bày ra bao nhiêu điều mỹ dối làm cho Phật Pháp một ngày một suy đồi dân chúng, một ngày xa cửa thiền. Một phần lớn cũng vì chán ghét cách tu giả dối ấy, Đức Giáo Chủ ra đời nêu lên một pháp môn vô vi đúng chân truyền của Đức Thế Tôn, cực lực bài xích những điều mỹ dối của phái tu theo thần tú. Những người có căn lành nhận thấy pháp môn của Ngài rất thích hợp nên quay về với pháp môn vô vi của Phật. Ngoài số người tu theo pháp môn vô vi, còn những tín đồ của Đức Phật Thầy Tây An trước kia cũng quay về với Đức Huỳnh Giáo Chủ. Ai cũng nhận thấy ở miền Tây, nhất là tỉnh Châu Đốc và Long Xuyên, đa số dân chúng đều tu theo phái của Đức Phật Thầy Tây An. Nay Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời nêu lên một giáo pháp mà những tín đồ phái Phật Thầy nhận thấy không có chỗ nào khác với những điều mà Đức Phật Trùm, Đức Phật Thầy Tây An, ông sư dạy bán khoai đã dạy, nhất là Đức Phật Thầy Tây An. Chẳng hạn như Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy về tứ ân: một, ân tổ tiên cha mẹ; hai, ân đất nước; ba, ân tam bảo; bốn, ân đồng bào nhân loại. Thì không có chỗ nào khác Đức Phật Thầy Tây An cả. Thứ nhất là khi đọc sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ, những người tu theo Đức Phật Thầy Tây An, ông sư dạy bán khoai vân vân, thấy sao cả vừa tư tưởng lẫn câu văn nó giống như do một người sáng tác. Về những nhận xét này, rồi đây chúng tôi sẽ đem đối chiếu nhiều đoạn văn của Đức Huỳnh Giáo Chủ với những đoạn văn của ông sư dạy bán khoai, sẽ thấy rõ chỗ giống nhau ấy. Đứng trước sự trùng ngôn trùng ý như thế, các tín đồ của phái Phật Thầy không còn ngần ngại gì nữa mà chẳng quy y theo Đức Huỳnh Giáo Chủ, vì họ đã nhận biết Ngài là ai rồi. Do đó mà đa số tín đồ của Đức Phật Thầy ngày trước nay đã trở thành tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng sứ mạng của Ngài ra sao tưởng không gì bằng trích ra đây bài lịch sử của đời Ngài, do Ngài viết ra từ năm 1942, lịch sử Đức Huỳnh Giáo Chủ. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Định hoạch định cuộc nguy cơ, thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Nhưng mà thử nghĩ, sinh trong vòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tuy có phải chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm huyền thâm, lòng bê si đã diệt, sự dị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước dùa dân, cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp dầu sống cũng là dân quan đất Việt, dầu thác cũng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật Pháp, gọi nhuồn ân Đức Phật, lòng đà quảng đại từ bi, hèm gì nổi cảnh quốc phá gia vong, mái huyền cơ đã định. Lòng thương trăm họ dưới cảnh đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh vạn khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chốn mê đồ,
mà chẳng quản thân giúp thế, cứu dân, dòng thân dị quốc. Huống chi nay cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh, ngao du tứ hải, dạo khắp thiên bang cảnh an nhàn của người liễu đạo. Muôn ngày vô sự, lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần, đặng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa, Phật Dương đã chỉ rõ mái diệu quyền, chuyển lập hội long hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên tào đã xét định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ quân này, say mê vật dục chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả, luật trời đà trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi, cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền, phiên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn, để kiếp đến long hoa chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp diệm màu, kiến diện bậc chân sư, tu hành mau đắc quả, sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương khuấy rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liễu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Vì thế lòng từ bi bác ái, cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta qua hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp, mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chớ có dè đâu chuyển kiếp đã từ lâu, chờ đến ngày ra trợ thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan thảm thiết lê dân, lầm than thống thiết mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi từ văn chẳng tới, người láng giềng tiếng kể nhàm tai, đến trung tuần tháng 8 ta cùng đức thầy mới tá hiệu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần điều rõ biết, hầu ăn năn cải quá làm lành, còn kẻ chẳng tỉnh tâm sao đền tội, cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Vẫn biết đời lan xa thống trị, phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo, nào quản sát thân kiếp chót này đây, há lại tiếc chi thân phàm tục, xong vì tình cốt dục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nổi cực hình. Bạc Liêu ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ năm 1942. Đối chiếu tư tưởng để nhận thấy chỗ liên hệ giữa Đức Phật Thầy Tây An, ông sư dạy bán khoai, với Đức Huỳnh Giáo Chủ, tưởng cũng nên đem đối chiếu những tư tưởng đồng nhất
giữa ba ngày. Trước hết, ta nhận thấy rằng trong phái Phật Thầy, các ngài một khi lâm phàm cứu thế đều xưng khùng, xưng điên, ý chừng đối lại người đời xưng khôn, xưng lanh, thường khinh khi Phật, tiên, thần, thánh. Mặc dầu xưng khùng, xưng điên, nhưng đối với những người có thiện căn, các ngài không hẹp lượng mà chẳng cho biết rằng khùng điên là của Phật, của Thầy, chứ không phải của những người lãng trí. Đây là một đoạn văn ông sư dạy bán khoai xưng khùng, xưng điên. Điên này, điên Phật, điên Thầy, chẳng sợ ai rầy, nên nói cụ nhây. Ta hãy xem một đoạn văn dưới đây của Đức Huỳnh Giáo Chủ, thì sẽ thấy chỗ đồng nhất tư tưởng ấy. Bởi chữ khùng của Phật, của Thầy, chớ chẳng phải của người lãng trí. Bởi khùng điên của Phật, của Thầy, cho nên rõ thiên cơ, đoán biết âm dương kết liễu. Đây ta hãy đọc ông sư dạy bán khoai. Khùng sao mà biết thiên cơ, cũng là Phật khiến cho khùng dạy điên. Cũng đồng một tư tưởng này, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã viết: khùng đoán biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ, khùng đạo thích trí căn. Ngoài sự xưng hô giống nhau, chúng ta còn thấy cả sự nhận định thời cơ cũng giống nhau nữa. Ông sư dạy bán khoai viết: hết đây đến nước gì kỳ, dỗ dành thiên hạ, vậy thì chẳng an. Đến Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng thế: hết đây rồi đến gì kỳ, sưu cao thuế nặng, vậy thì thiết tha. Xưa nay sự trùng ngôn trùng ý vẫn là điều thường thấy xảy ra luôn, nhưng chúng tôi dám chắc chắn chẳng bao giờ có một sự đồng nhất tư tưởng như thế này. Trong quyển Sấm Giảng Người Đời, ông sư dạy bán khoai, trong cuộc đi phổ độ chúng sanh, thường nói là một thầy ba tớ. Đây là lời ông sư dạy bán khoai tự thuật: chừng nào nước chảy đông nguồn, một thầy ba tớ hết đường lao đao. Ông thường nhắc đến luôn: nào khi nắng bụi bay tuôn, một thầy ba tớ chẳng buồn lại vui. Đến Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng thế. Trong Sấm Giảng, ngài nhắc lại cuộc châu du độ thế, cũng cho biết là một thầy ba tớ. Khùng thời ba tớ, một thầy giảng dạy dạy đầy rõ việc thiên cơ. Chẳng những cho biết là một thầy ba tớ mà ông sư dạy bán khoai còn cho biết cả danh hiệu nữa. Đây là lời danh hiệu mà ông sư dạy bán khoai thường xưng:
Huệ Lựu ký tạ một bài. Viện ban châu quận hậu lai khang tường. Hoặc giả Huệ Lựu bút ký tạ rồi, đặng cho thiên hạ dấu soi đề đời. Cái danh hiệu này được Đức Huỳnh Giáo Chủ lặp lại trong sấm giảng của Ngài. Đừng thấy ngu dại mà khi Thầy là Huệ Lựu tớ Thầy Huệ Tâm. Khi đọc đến đoạn này, thử hỏi còn có tín đồ nào của ông sư dạy bán khoai không nhận thấy chỗ xuất xứ của Đức Huỳnh Giáo Chủ? Họ không còn ngần ngại gì nữa mà chẳng nhận Đức Huỳnh Giáo Chủ là chuyển kiếp của ông sư dạy bán khoai. Thật thế, chúng ta hãy đọc đoạn văn này của ông sư dạy bán khoai. Tôi đâu mà có an thân, bây giờ Phật biểu tôi sang nước Tần. Mến là mến nghĩa hoàng lân, thương là thương lấy vạn dân mắt nàng. Rồi đọc đoạn văn này của Đức Huỳnh Giáo Chủ, chúng ta sẽ thấy chỗ nhận định của tín đồ của ông sư dạy bán khoai là đúng. Dạy đạo chánh vì thương Nam Việt, ở cao miên vì mến nữ tân hoàng. Trở về Nam mi đặng có sửa sang, cho thiện tính được rành chân ly. Như thế thì rõ lắm rồi, nhưng cũng còn chưa rõ bằng đoạn văn sau đây. Đừng ham nói nọ nói này, lặng yên coi thử điên này là ai. Cám thương ông lão bán khoai, vì yêu dân chúng chẳng này nắng mưa. Thế là bức màn quyền vi giữa ông sư dạy bán khoai và Đức Huỳnh Giáo Chủ đã hé mở. Chẳng những thế, mà bức màn quyền vi giữa Đức Phật Thầy Tây An và Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng được vén lên. Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết: Khùng thời quê ngủ núi Sam, còn điên chẳng có nghe chùa Am dưới này. Núi Sam là chỗ Đức Phật Thầy Tây An đã tịch, cho nên khi nói đến núi Sam là tín đồ phái Phật Thầy, hiểu ngay là chỉ Đức Phật Thầy Tây An. Mặc dầu cho biết là quê ngụ núi Sam để cho dân chúng đừng nghi nan, nhưng Đức Huỳnh Giáo Chủ vẫn thấy người đời còn thờ ơ, cho nên không dứt, lặp đi lặp lại. Thương lê thứ bài tường trong đục, mặc ý ai nghe phải thì làm. Lời của người di tịch núi Sam, chớ chẳng phải bài điều quyên hoặc. Cánh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở
yên còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân nên chẳng kể tâm thần lao khổ. Và quê dốt khuyên người tỉnh ngộ, và bán buôn thức giấc người đời, rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân chúng nhiều người kêu ngào. Xuống mượn xác nhằm năm kỳ mau, buồn xóm làng cứ ghét điên khùng. Nếu trẻ già ai biết thì dùng, chẳng có ép có nài ba tanh. Thử hỏi, khi đọc đến đoạn này, tín đồ nào của Đức Phật Thầy Tây An chẳng nhận ra Đức Huỳnh Giáo Chủ là ai? Chắc sao cũng có người sẽ hỏi. Đức Huỳnh Giáo Chủ lại vừa ông sư dạy bán khoai chuyển kiếp, lại vừa Đức Phật Thầy Tây An chuyển kiếp. Điều này chúng ta đã biết. Giữa Đức Phật Trùm, Đức Phật Thầy Tây An, ông sư dạy bán khoai và Đức Huỳnh Giáo Chủ vẫn không có sự sai biệt. Chính Đức Huỳnh Giáo Chủ trong bài lịch sử về đời của Ngài có đoạn cho biết: tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chớ có dè đâu, chuyển kiếp đã từ lâu, chờ đến ngày ra trợ thế. Đủ hiển thị chỗ nhận định ở trên. Bởi do nhiều chuyển kiếp đã từ lâu, cho nên Đức Huỳnh Giáo Chủ dẫn giải về tận thế và hội Long Hoa không khác ông sư dạy bán khoai và ông Ba Thới giảng về tận thế. Như ta đã biết, ông sư giải bán khoai mở đầu quyển sấm giảng người đời bằng câu: hạ quân giáp ti bằng nay, cơ trời đã khiến lập đời thường lai. Thì Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng mở đầu quyển sấm giảng khuyên người đời tu niệm của Ngài cũng bằng câu: hạ quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyện đổi dời gia căn. Ngài cũng nhận thời kỳ này là thời kỳ hạ quân, và danh từ này được Ngài lặp lại nhiều lần. Đời quân hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sự tai ương. Hoặc là chớ vinh quang giờ chớ có màng, bởi giả tạm của đời muôn hà. Ngài cho đời này là đời giả tạm, vì rồi đây tuồng đời sắp hạ. Khuyên răng trần thế ơi, một khi tuồng đời sắp hạ bằng đi rõ ràng, nghĩa là nhân loại sẽ đến ngày tận thế, và ngày ấy theo Đức Huỳnh Giáo Chủ còn chẳng bao lâu nữa. Tận thế gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân
đạo. Người đời chưa chịu làm là gì? Người đời còn lần lửa. Bởi thế Ngài không ngớt nhắc nhở: đời tận thế mà còn lần lừa, chẳng chịu mau cải dư về lành. Và Ngài cho biết là nó mỏng mẻo lắm rồi. Đời quân hạ ngày nay mỏng mẻo, quyền thế trần hải ráng kiên vàng. Vì lý do gì tuần đời sắp hạ, loài người sắp đến cơ tận diệt? Đức Huỳnh Giáo Chủ cùng một nhận xét như ông sư dạy bán khoai, cho rằng người đời gây ra hằng ngày biết bao tội ác. Các du thần đem những tội ác ấy tâu lại Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngài muốn xử tiêu cho rồi. Lương thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước dưới miền trần gian. Tâu qua Thượng Đế Ngọc Hoàng, dương trần hung ác đã đoan quá nhiều. Chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng Ngài muốn xử tiêu cho rồi. Nhưng đứng trước sự phán quyết của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Minh Vương vô cùng thương xót, đến cầu Phật Tổ cứu trần. Về đoạn này ông sư dạy bán khoai đã viết: hạ quân gian ác rất nhiều, thiên định Ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh Á Dương không xiết hỡi ôi, lo mưu định kế cứu rài hạ quân. Liền qua Tây vứt nghi linh sơn, cầu Phật giải cứu cõi trần hạ quân. Chư Phật đến trước đơn trì, tâu cùng Ngọc Đế chớ hờn chúng sanh. Để cho Phật dạy làm lành, chừng nào chẳng đặng sẽ hành bệnh căn. Về đoạn này Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng cho biết như thế. Minh Vương khó đứng khôn ngồi, thảm thương Lê Thư mắt hồi giáng chuẩn. Trước đền mắt ngọc mơ lụy rưng, quý yêu ba tánh biết chừng nào nguôi. Như làm sao cho già được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin đi cứu trần. Và Đức Huỳnh Giáo Chủ còn nhắc thêm rằng: lời khuyên xưa cũng một lần, nay mượn xác cơ trần xuống đúc ra cơ. Để nhắc lại một lần nữa rằng Ngài đã khuyên một lần rồi, chớ phải không sao. Câu này ám chỉ rằng
với chuyển kiếp ông sư dạy bán khoai, ngài đã khuyên một lần rồi. Chính nhờ có Phật xin cứu trần mà chư Phật chư tiên lâm phàm. Về điều này Đức Huỳnh giáo chủ cũng cho biết ông sư dạy bán khoai rằng: kể từ rải vàng lộn với thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thay. Hoặc giả: cờ thế giới ngày nay gần thúc, nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Đức Huỳnh giáo chủ cho biết ngài cũng là một trong các vị cứu đời ấy. Ai liễu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Vì thế mà ngài lâm phàm nhằm khi thế gian đương gặp lúc não nồng, xuống dương thế dạo trong lê thứ, thấy ba già gặp lúc não nồng. Ngài cho biết ngài đã xuống thế mấy lần rồi mà nào ai có hay. Chim ô đà giữa cầu ngân, người xưa trở gót mấy lần không hay. Và ngài cho biết ngài xuống An Giang, tức là tỉnh Châu Đốc trong miền Nam nước Việt. Tây phương ơi trở gót quá xa đàn, thương xót Nam Kỳ lại An Giang. Đôi thay xóm làng thêm Bắc Giang, yêu đời mê bụi luôn bầm gan. Và chuyển kiếp vào một xác thanh sắc trẻ họ Huỳnh ở thôn Hòa Hảo. Chính với danh từ này ngài đặt cho nền đạo của ngài hoằng quá là Phật giáo Hòa Hảo. Hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm dắt nhân sanh khỏi ái hà, tạo xa quỳnh danh thanh sắc trẻ, chờ thời thiên đình thiết hùng ca. Năm ngày lâm phàm là năm Kỷ Mão, xuống mượn xác nhằm năm Kỷ Mão, buồn sớm làng cứ ghét điên khùng. Hoặc giả: Kỷ Mão hạ sang mượn xác trần, cảnh tình đồng lõi lão khuyên dân, thầm thầm đây đó niềm liên ái, hợp tác cùng nhau nôi bút thần. Ngài xuống thế để nối bút thần tiếp tục công cuộc cứu thế của ngài. Nhưng lần chuyển kiếp này sứ mạng của ngài ra sao, có giống mấy lần
chuyển kiếp trước không? Sứ mạng của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết, lần xuống thế kỳ này, ngài vâng lệnh của Phật Tổ: ta vì vâng sắc lệnh ngọc tòa đền linh khâu sơn trúng chiều màng. Ngài cho biết ngài xuống thế gian mà truyền diệu pháp cho đời cải tà quy chánh. Ngọc ơi tòa Phật Tổ nấy sai ta xuống nghi cứu thế gian nếu giải tà hiệp sức tớ thầy truyền diệu pháp cho đời thấu rõ đạo ma. Đã đành ai liễu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Nhưng cái lý chánh là vì cõi đất Việt Nam sau này sẽ là cõi trung ương, nên chi ngài cho biết: tuy là nương giữa non tầng, ngày sau thế cuộc xoay dần về Nam. Câu này ám chỉ trong một chuyển kiếp làm ông sư dạy bán khoai ở nước Tần, nhưng cũng về Nam vì nước Nam sẽ là cõi trung ương. Cõi trung ương luôn chuyển phương Nam, mở hội thánh cho người trung hiếu. Bởi hội thánh sẽ mở tại trung ương, cho nên các vị Phật tiên đều xuống thế ở Việt Nam. Nước Việt Nam nhằm còi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế? Và chính vì thế mà Đức Huỳnh Giáo Chủ được lệnh lâm phàm: ngài dân chỉ đáo lại trần thế cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam, chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm mượn tay gã tờ quá thần hà bút để cảnh tỉnh người đời như Đức Phật Thầy Tây An và ông sư dạy bán khoai trước kia. Ngài xưng khùng xưng điên mà người đời mấy ai có biết. Ra đời xưng hiệu khùng điên, nào ai có rõ thần tiên là gì? Mặc dầu người đời không biết, ngài vẫn không vì đó mà không dục thúc người đời tầm tiên lãnh tục. Điên như ta, điên giống tiên rồng, điên gỡ ách xích xiềng thế tục. Chuông linh khâu ba hồi dục túc mi đờn lối âm khởi điệu êm tay. Con lành duyên khá trở gót hài, điên quyết chỉ dắt người lanh tục. Trong lúc đi du quá độ, ngài quá hiện ra đủ hạng người,
khi thì già, khi thì trẻ. Khi già lúc lại trẻ thơ, giá quê giá dung khắp trong thị thiền. Khi thì làm người tàn tật, giá người tàn tật đón xe, rồi lại nói về rồng diệt thiên cơ. Khi thì giả người buôn bán, nói ra thêm thám thêm thay, ông lãnh giữa kề giả bán trầu cao. Khi thì giả ra người nhà quê, giả quê dốt khuyên người tính ngộ, giả bán buồn thức giấc người đời, rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân thứ nhiều người kiêu ngạo. Đức Huỳnh giáo chủ không ngần ngại mà bày tỏ: cảnh thiên trước thơm tho nồng mới nạt, chẳng ở yên còn xuống phàm trần, ấy vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể tâm thần lao khổ. Đức Phật Thầy hay ông sư dạy bán khoai lâm phàm với sứ mạng chỉ thức tỉnh người đời tu hành cho kịp hội long hoa. Đến như Đức Huỳnh giáo chủ thì Ngài cho biết, chẳng những Ngài có sứ mạng nhắc nhở người đời mà Ngài còn có đóng vai trò quan trọng trong hội long hoa nữa. Muôn thu thiên định khắc kỳ, hạ quân sắc lệnh khai kỳ long quang, ráng dẹt phá sương mù trước mắt, chớ để cho quỷ dắt linh hồn. Lào đây vâng lệnh Phật tôn, lãnh cân thượng phạt chư môn giữ lành. Khá chi tâm học hành kinh sám, thốt nơi miền hắc ám phong ba, trợ chân cho kịp long hoa. Long hoa có mặt ấy là hiền nhân. Nào là cửa nhà tan nát, bởi thế hội long hoa là một trường thi lập ra để chọn người hiền đức. Long hoa tiên Phật đau ta bà, lựa lọc con lành diệt quỷ ma. Nếu mày mê mang mùi tục cứ lì, linh hồn chìm đắm chôn nê hà. Có hội long hoa mới biết người hiền đức còn được bao nhiêu. Lập rồi cái hội long hoa, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Gian tà hồn xác cùng tiêu,
thảm thương ba tánh chín chiều ruột đau. Nhưng hội Long Hoa sẽ lập ra như thế nào? Long Hoa hội ân cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân. Lối âm dục khởi tiên đơn, thất sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo. Nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dày chân. Nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lấy lừng nạn tay. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lặng lơ ngạo biên khoe khoang. Đến nay là buổi tai nàng, tám thiên lục bá khắp càng hại dân. Đến thân dầu thanh thần náo đồng, thảm cho trần nhà trống ruộng quang. Tiếng than lụy ngọc mi nhỏ tràn, nạn tay dồn dập xóm mưa làng còn chi. Đại lược thảm trạng của hội Long Hoa sẽ diễn ra như thế. Nhưng trước khi đi đến hội Long Hoa, cuộc thế sẽ biến chuyển ra làm sao? Giảng về các tai biến. Cũng như ông sư Giải Bán Khoai và ông Ba Thới, Đức Quỳnh giáo chủ cũng nhận hội Long Hoa là một trường thi lập ra để chọn người hiền đức. Bởi thế, muốn đi đến hội Long Hoa, có mặt trong hội Long Hoa không phải là một việc dễ. Vì người có mặt trong hội Long Hoa hẳn là người hiền mới được. Trợ chân cho kịp Long Hoa, Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân. Có mặt trong hội Long Hoa đã là một việc khó, thì hội Long Hoa chẳng phải lập lên một sớm một chiều, hay lập lên trong cảnh thái bình, vốn là một cuộc lọc lừa để chọn con tiên cháu Phật. Cho nên được đi đến hội Long Hoa, con người phải trải qua bao nhiêu biến thiên nguy khổn trong sự chuyển xây trái đất. Phải chuyển xoay trái đất một bầu, đặng lừa lọc con tiên cháu Phật. Và sự chuyển biến ấy sẽ diễn ra những cảnh thảm sầu khổ não, báo hiệu rằng đời đã tới. Hạ quân lòng dạ đổi dời, bây giờ khổ não đến đời là đây. Cảnh thảm khổ đã xảy ra ở ngoại quốc, rồi đây nó sẽ diễn đến nước Nam. Cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, sao vẫn còn chiều mến trần mê. Mắt nhìn ngoại quốc thảm thế, Nam ban cảnh khổ cùng kề bên tai.
Lời trên đây đã xuất hiện từ năm 1939 cho đến nước Nam còn yên tĩnh. Mặc dầu thấy yên, nhưng Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết trước. Ai mà biết đằng ngày mai, ngày nay yên tình, ngày mai thảm sầu. Từ rày gặp cánh buồn rầu, cho người tàn bạo cứng đầu khinh khi. Và cuộc biến chuyển sẽ đổi thay quá mau, từ giờ từ phút. Nhìn cuộc thế đổi thay quá gấp, mấy thiện cơ mỗi phút mỗi thay. Ngài khuyên dân chúng hãy nhìn xem thì thấy. Thôi thôi, cảnh khổ hậu gần, ta khuyên dân chúng ân cần nhìn xem. Như ông sư dạy bán khoai thì cho biết là sẽ có những điềm trời, còn Đức Quỳnh Giáo Chủ thì nhắc cho người đời để ý về mùa tuyết, nay cũng đã khác xưa rồi. Trời giông gió sai mùa sai tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Và người đời cứ mãi ước sao đời không tới phức cho rồi. Thấy trần thế ai ai cũng mơ ước, đời sao không tới phước cứ cho rồi. Nhưng Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết là đã tới rồi, mà khi đã tới người đời vẫn còn ngơ ngẩn. Nay khổ lao khó đứng khôn ngồi, lúc đói cơm buồn lòng ngơ ngẩn. Dầu vậy cũng chưa mấy thê thảm rồi đây, sợ khi nhận thấy phải lạc phách bay hồn trước cảnh máu xương sông núi. Khổ với tham ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Dầu vậy cũng chưa mấy thê thảm rồi đây, sợ khi nhận thấy phải lạc phách bay hồn trước cảnh máu sông xương núi. Khổ với tham ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm mà thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Trần giới thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Thật vô cùng thảm thương cho Lê Thứ, thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương Lê Thứ tới hồi khổ nào. Bởi từ đây sẽ có nhiều cuộc biến đổi dị kỳ,
từ đây biến đổi gì kỳ, dương thế chuyện gì cũng có chuyện xoay. Đức giáo chủ còn cho biết rồi đây sẽ xảy ra, nào là cảnh người đời đua nhau mà chạy đất cài. Mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy lâu đài cũng xa. Và chừng đó khó đứng khôn ngồi vì quá thương nhà tiếc của. Để sao khó đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi. Là vì nhà cửa ấy nó tuôn trong một giờ là sạch, giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Nào giặc giả bốn phương nổi lên, đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàng cầu thiết thiết tha tha. Nào là nạn đói khó trong bốn đạo từ đấy kim chỉ, đối với nghèo sắp đến bây giờ. Mà một khi nạn đói xảy ra thì người đời phải điêu linh vì nó kéo dài đến năm năm sáu tháng. Bửu ngọc trường quang ẩn tích cây, sơn đài lộ vẻ liễu quyền vi, kỳ thâm ta già thi thành thủy, hương vị âm thầm mọc tuy vì. Năm năm mơ lục ngoạc cơ hàng thư, non lịch đài mây rạng tu mây, bài niên hòa đĩa nhân hiền thu, núi ngự hoàng sáng từ đỉnh chi. Cái nạn đói này Đức Huỳnh giáo chủ cho biết kéo dài cho đến ngày lập đời Thượng Nguyên mới dứt. Ngũ niên diễn ơi lự cơ hàng, đến chừng quy phục hấn đàn mới yên. Bởi thế ngài hằng khuyên những người giàu có: kẻ phú quý đừng dông cơm ngồi, sao đói lòng chẳng có mà dùng. Cũng như ngài đã khuyên cả mọi người: khuyên trần sớm liệu bắp khoai, cháo rau đỡ già tháng ngày cho qua. Về nạn đói, chúng ta thấy Đức Huỳnh giáo chủ nhận định như ông sư dạy bán khoai về thời hạn 5 năm 6 tháng. Đây là lời của ông sư dạy bán khoai. Năm năm
sao than lòng đồng. Nhân dân thiên hạ mắt vòng gian nan. Hoặc là năm năm sao tháng cơ hàng, quỷ vương gây loạn nào an thế trần. Nào là nạn quỷ vương gây tai nạn cho dân chúng, ông sư dạy bán khoai vừa nói trên. Đạo quỷ vương rất nhiều chi nhắm, khuyên dương trần sớm tranh mới màu, để ngày sau đến việc thảm sầu, ráng nghe kỹ lời ta mắt trước. Đức Huỳnh giáo chủ cho biết là trời đã mở cửa cho nó xuống. Thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, trời mở cửa quỷ dương xuống thế. Nó rất tin tưởng, biết cả tên người mà kêu. Sao quỷ dương đi đứng nửa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết. Làm đủ cách xuống lên tha thiết, ở ngoài đường nó biết tên mình. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiều nay, tận diệt lập đời trở lại. Nào là cha con chồng vợ lạc nhau, nhà không ai ở. Cha nọ bồng con vợ khóc hoàng, tan nát xóm diện khổ dữ an. Nhà không kẻ ở, ôi nói trước nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Ngoài những tai biến vừa kể, Đức Huỳnh giáo chủ còn cho biết nào là nạn ách, ác thú, kỳ hình dị trạng sát hại sanh linh, đúng như ông sư dạy bán khoai và ông Ba Thới đã cho biết. Chúng ta thử so sánh, đây là lời ông sư dạy bán khoai. Thú sao nhiều thứ gì kỳ, biết sao cho hết các cơ thì thú này. Lớp bay lớp chạy lăng xăng, chừng đó cầu nguyện Phật ngừa đặng đâu. Và đây là lời của ông Ba Thới. Có hổ lang ác thú tới nhà, hầm tha sâu bắt trẻ già thương ôi. Đây là lời của Đức Huỳnh giáo chủ. Mưa sâu thì quả cũng thăm, ngày sau sẽ biết thú cầm chỉnh ghê. Hầm béo tay tượng bốn bề, lại thêm thú mạng xà rít to.
các loài thú ấy đều biết bay, đúng như ông sư dạy Bán Khoai đã viết: hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đã đoan. Ai mà ăn ở nghìn ngang, đón đường nó bắt xe tan xác hồn. Mặc dù là thời kỳ, mặc dầu là kỳ hình dị trạng, nhưng loài thú ấy có tánh linh, biết phân biệt kẻ hiền người ác. Với kẻ hiền đức thì nó cúi đầu, còn với người hung ác thì nó sát phạt. Sao kẻ ấy làm mồi mánh hổ cạnh núi non, nhiều thú dị kỳ, nó trọng ai hiền đức nhu mì, sát phạt kẻ bội cha phản chú.